group sẽ trao đổi lịch trình chúng ta làm việc ngày hôm nay. Đó là mình sẽ đợi khoảng vào tương đối đủ và sẽ hỏi qua một lượt các đại lý xem là thành viên đã vào tương đối đủ hay chưa, và chủ đầu tư thì sẽ chia sẻ những cái thông tin về cái chủ đề ngày hôm nay. Rồi sau đó là các anh chị sẽ đặt câu hỏi hoặc là thảo luận vào trong cái phần cái khung chat của mình, để cho bên ban tổ chức sẽ có người ghi lại những cái câu hỏi, những cái vấn đề mà anh chị quan tâm, và sẽ đọc những cái câu hỏi đó lên để giải đáp thắc mắc cho anh chị. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không có bị nhiễu âm thanh, và các thành viên vào sau thì sẽ OK, có một số anh chị vào mà chưa tắt mic thì anh chị lưu ý là nhắc riêng trên các group đại lý của mình để là tắt mic đi. Rồi bây giờ cũng đã tới khung giờ và thành viên của chúng ta vào cũng tương đối đông đủ. Chúng ta đang có 324 anh chị đến từ tất cả các đại lý trong hệ thống. Và thay vì như thường lệ thì trước những cái buổi kickoff thì chủ đầu tư sẽ đến từng đại lý để giao lưu với anh chị và để cho anh chị thoải mái đặt những cái câu hỏi về định hướng sản phẩm. Tuy nhiên trong cái tình hình giãn cách như hiện nay thì chúng ta sẽ làm việc với nhau online là chủ yếu, và do đó nên là chủ đầu tư quyết định là cái buổi này sẽ là chọn một cái buổi để mà gặp các anh chị. Và do đó nên là sorry mọi người sẽ có hai gián đoạn, bởi vì có các anh chị nào mà hay mở mic thì mình phải tắt tiếng của anh chị đó đi, cho nên chắc nó cũng hơi gián đoạn tí xíu. Các anh chị nếu có trao đổi gì thì cũng chúng ta chat lên trên cái khung chat để không có bị nhiễu âm thanh. Chắc là mời anh Long và Quang cũng hiển thị video call lên để cho mọi người dễ giao lưu với chúng ta. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Trông nhìn tươi thế. Chào Phú Quốc nha. Chào anh em Phú Quốc, chào anh em Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, trong cái buổi ngày hôm nay thì Quyên xin giới thiệu qua một chút xíu là về cái lịch trình làm việc của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu cái phần nội dung chính, và chúng ta sẽ có 6 nội dung. Thứ nhất là về những cái vì sao, lý giải một tí xíu, và chủ đầu tư sẽ chia sẻ cho anh chị biết được là sau 2 tuần mà chúng ta chính thức nói với khách hàng về cái xu hướng wellness ở Phú Quốc thì cái chủ đầu tư đã tiếp nhận được những cái phản hồi của khách hàng như thế nào, và những cái phản hồi của đại lý với nhau như thế nào, thì chủ đầu tư sẽ chia sẻ những cái thông tin đó lại để cho anh chị biết. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ trao đổi nhắc lại với nhau những cái khái niệm về wellness, cách vận hành ở những cái thị trường khác, và Việt Nam là một cái thị trường đi sau, thì chúng ta có thể nghiên cứu học hỏi ứng dụng những cái mô hình nào vào cho Phú Quốc, và đó cũng chính là cái định hướng mà Sun Group cũng sẽ đang tham gia nghiên cứu với các đối tác để chọn lọc lại những cái loại hình dịch vụ nào phù hợp đối với Phú Quốc và phù hợp đối với cái tổ hợp wellness đầu tiên tại Phú Quốc ngay chính tại Bà Kem. Và chúng ta sẽ nói với nhau sâu hơn về câu chuyện là như vậy thì những cái yếu tố nào quan trọng đối với một cái chuẩn sống wellness, và sự khác nhau giữa cái du lịch chăm sóc sức khỏe là xu hướng mà chúng ta đang chọn thì nó khác gì với cái là du lịch khám chữa bệnh. Và cái kế tiếp là chúng ta sẽ trao đổi thảo luận để làm rõ nét hơn cái khái niệm về bất động sản wellness thì nó là như thế nào, nó gồm những cái yếu tố gì và nó mang lại cái giá trị gì cho người sở hữu. Và sau đó chúng ta sẽ nói tiếp về cái cơ hội phát triển cái dòng sản phẩm bất động sản wellness tại Bãi Kem. Thì đó chính là cái phần nội dung chính. Rồi sau đó chúng ta sẽ giao lưu thảo luận với nhau, tương tác với nhau qua những cái hỏi đáp. Thì anh chị sẽ trong suốt quá trình thì anh chị có cái ý kiến nào cần lưu ý, cần chia sẻ hay cần đặt câu hỏi thì các anh chị cứ ban tổ chức ghi nhận lại, và chúng tôi sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi của các anh chị.
Và cái phần hỏi đáp thì chúng ta không có giới hạn thời gian, có thể là để cho mọi người thoải mái thảo luận hỏi đáp cho đến khi nào mà mọi người cảm thấy là ok, đã thông suốt hết tất cả các vấn đề rồi. Như vậy thì như đã chia sẻ với anh chị thì hôm nay chúng ta sẽ có 3 đầu cầu cùng tham gia, đó là Quyên đang kết nối từ đầu cầu Hồ Chí Minh, và anh Long đang kết nối từ đầu cầu Hà Nội, và có diễn giả Thành Quang đến từ thành phố Phú Quốc để chia sẻ những cái hơi thở của Phú Quốc, vì biết là mọi người cũng đang rất là nhớ Phú Quốc rồi. Thì vào với cái, trước khi mà vào với cái chủ đề đầu tiên là về cái wellness được khách hàng tiếp nhận như thế nào, thì Quyên cũng muốn chia sẻ đến mọi người một cái thông tin rất là vui mà có lẽ là mọi người cũng đã nhận được rồi, đó là việc là tạp chí Time vừa công bố Phú Quốc là 100, một trong 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới của năm 2021. Thì các bạn biết là đây là lần đầu tiên Phú Quốc được bình chọn là vào trong cái danh sách top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới này. Và cái điều này nó rất là quan trọng. Vì sao nó quan trọng? Nó quan trọng là bởi vì cái đó nó định vị cái thương hiệu của thành phố Phú Quốc. Khi mà chúng ta biết là trên thế giới bắt đầu cái nhu cầu đi trở lại, đi du lịch trở lại, nó đang âm ỉ trong người dân trên toàn cầu. Họ rất là có cái nhu cầu để mà được kết nối lại, để được đi du lịch, đi khám phá, đi trải nghiệm. Thì chắc chắn là khi mà được đi á, thì họ sẽ lựa chọn những cái điểm rất là đáng đến. Họ sẽ tham khảo những cái danh sách ở trên những cái tạp chí của toàn cầu. Do đó nên là việc mà thành phố Phú Quốc lọt vào top những cái điểm đến hấp dẫn trên toàn cầu thì nó sẽ góp phần là không chỉ là nâng cao cái vị thế của cái điểm đến, mà là người ta còn dựa vào đó người ta có thể tham khảo, lựa chọn đây sẽ là một cái nơi điểm đến lý tưởng để du lịch nè, hoặc là người ta dịch chuyển tới nơi đó để sinh sống, hay là để làm việc, hay là để ở dài hạn. Và quan trọng là khắc tên cái thành phố này lên trên cái danh sách những cái điểm đến toàn cầu. Nếu mà anh chị để ý thì anh chị thấy là rõ ràng là Phú Quốc đối với Việt Nam chỉ có 3 điểm đến nằm trong cái danh sách này thôi. Thì như vậy Phú Quốc được đặt ngang hàng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây quả thật là một cái lợi thế rất là lớn mà chúng ta có thể nhìn thấy là bây giờ khi mà nhắc tới Việt Nam thì người ta nhắc tới 3 điểm đến hấp dẫn nhất, đó chính là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Thì rõ ràng Phú Quốc nó sẽ có những cái lợi thế rất là lớn mạnh về việc là du lịch ở đó, về những cái trải nghiệm ở đó, về thiên nhiên ở đó. Và đặc biệt sau cái mùa dịch này, người ta còn quan tâm tới điểm đến nó có an toàn trong cái việc là không có dịch bệnh hay không. Thì Phú Quốc đang hoàn hảo trong tất cả những cái điểm mà du khách quan tâm trên phương diện là toàn cầu. Mình nhắc lại cái này quan trọng là bởi vì nó là phương diện toàn cầu, chứ không phải là chỉ là nội địa trong nước, chỉ có người Việt mình biết với nhau hay là người châu Á biết với nhau, mà quan trọng là nó vươn ra ở cái tầm vóc toàn cầu. Thì khi mà người ta lựa chọn, lúc nào người ta cũng lựa chọn những cái điểm đứng top. Mà anh chị biết là ở trên cả thế giới thì có hàng chục ngàn cái điểm đến. Như vậy thì việc mà Phú Quốc lọt vào top 100 điểm đến hấp dẫn nhất trên toàn cầu, nó chính là một cái sự khẳng định cho cái thương hiệu của Phú Quốc. Nó sẽ là cái thương hiệu trên nhiều khía cạnh, về du lịch, về dịch vụ, về điểm đến, về nơi nghỉ hưu lý tưởng. Và người ta ngày càng có rất là nhiều lý do để mà tìm tới Phú Quốc vì nhiều mục đích khác nhau, mà Phú Quốc đáp ứng được cái yêu cầu của họ. Thì tại thành phố Phú Quốc thì anh chị biết rồi là chúng ta có bạn Quang, là Quang đang ở thành phố Phú Quốc. Mình cũng muốn Quang sẽ chia sẻ cho mọi người là Quang nghĩ, cảm nghĩ của Quang như thế nào về việc là Phú Quốc lọt top 100 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Xin mời Quang. Rồi, xin chào tất cả các anh chị ha. Thì rõ ràng trong những cái thời khắc như thế này thì chúng ta có thể là dễ dàng nhận ra được đâu là cái nơi xứng đáng để trở thành cái điểm đến của thế giới. Phú Quốc của chúng ta không chỉ sở hữu những cái vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng như là những cảnh sắc rất là tuyệt vời, mà trong những năm gần đây Phú Quốc của chúng ta gần như là có đầy đủ những dịch vụ tiện ích để phù hợp với những xu hướng về chăm sóc sức khỏe. Và giữa những lúc như vậy thì chúng ta mới thấy được đâu thực sự là cái nơi có giá trị để họ lựa chọn, chính là Phú Quốc. Và chúng ta vẫn có thể thấy được là dịch bệnh COVID-19 hiện nay đã làm thay đổi rất lớn về cái xu hướng du lịch nghỉ dưỡng của toàn cầu. Và chúng ta đã gần đây đã quá quen thuộc với những cái việc học tập hay làm việc hay điều hành công việc từ xa. Thì rõ ràng những cái chủ doanh nghiệp hay chính những cái khách hàng của chúng ta cũng đang dần tạm bước ra khỏi những guồng quay công việc đó để mà lựa chọn cho mình những cái vị trí phù hợp để nơi đó là cái nơi lý tưởng họ vừa làm việc và họ vừa nghỉ dưỡng và điều hành công việc từ xa của mình.
Và có thể nói là khách hàng giờ đây họ sẽ không có quá lo lắng để lựa chọn những kỳ nghỉ ngắn ngày, mà họ sẽ có thể là có được những kỳ nghỉ dài hạn hơn, và họ có thể là thậm chí ở Phú Quốc từ vài tuần cho đến vài tháng, rồi sau đó quay trở lại, thỉnh thoảng quay trở lại cái thành phố của mình để mà tiếp tục với công việc. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra ở đây đó chính là tại sao khách hàng của chúng ta sẽ có rất nhiều điểm để lựa chọn nghỉ dưỡng, nhưng mà ở đây có nhiều điểm khách hàng vẫn mong muốn hàng năm quay trở lại nơi đó, hoặc thậm chí là họ hàng năm họ vẫn muốn mong muốn ở nơi đó rất là nhiều lần, và họ cảm thấy rất là thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc. Cái điều đó tại sao, và các anh chị có biết không ạ? Bởi vì các anh chị có thể thấy được là một khách hàng của chúng ta sẽ có rất nhiều cái sự lựa chọn, và họ khi mà họ có nhiều sự lựa chọn đa dạng và trải nghiệm hơn thì dần dần họ sẽ hình thành nên một thói quen mà họ cảm nhận, và hình thành một cái bộ tiêu chí riêng của họ về những cái nơi nào là điểm đến lý tưởng của họ. Chính vì vậy mà những nơi nào đáp ứng được đầy đủ những cái tiêu chí của họ kỳ vọng thì chắc chắn nơi đó sẽ là nơi họ lựa chọn là một điểm đến hoàn hảo, như là gần gũi với thiên nhiên, hay là có không khí trong lành, khí hậu ấm áp và thực phẩm tươi ngon, chất lượng tốt hơn. Đó là những điều mà người ta chắc chắn là sẽ lựa chọn. Quang nói ý trên thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn đấy là đó cũng chính là cái lý do mà cái nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe đang trở thành cái xu thế, một cái xu hướng có thể nói là toàn cầu, và không chỉ ở trên thế giới mà ở châu Á cũng như là Việt Nam thì đang rất là nở rộ cho cái việc là du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Và đặc biệt là cái xu hướng trước đây thì cái wellness thì nó chỉ dành cho một số đối tượng thôi, nhưng mà bây giờ thì cái phân khúc khách hàng nó đang mở rộng ra rất là nhiều, và gần như là cái wellness, cái du lịch chăm sóc sức khỏe đang đang dành cho mọi đối tượng. Và giờ đây thì cái gần như là chúng ta cảm nhận được thấy cái việc là cái giữ giữ cho cái sức khỏe của mình an toàn thì nó là cái tiêu trọng, nó là cái tiêu chí rất là quan trọng để mà du khách lựa chọn cái điểm đến để du lịch, để nghỉ dưỡng, hay là lựa chọn để làm cái căn nhà thứ hai của mình, second home của mình. Thế thì chắc chắn là xu hướng wellness, dự báo của các anh chị đã biết rồi, là cái dự báo về wellness thì tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Bởi tất cả những tạp chí, những cái đơn vị mà làm du lịch wellness trên toàn cầu đấy, khi mà đặc biệt khi mà con người lại càng có cái xu hướng quan tâm sức khỏe này, hay là đối với người giàu thì lại là cái thước đo cho cái sự xa xỉ, đúng không ạ? Giàu giàu có thì bây giờ là tiền thì có nhiều rồi, tài sản có nhiều rồi, vật chất có nhiều rồi, nhưng người ta hướng đến cái vấn đề về chăm sóc sức khỏe, về tinh thần nhiều hơn. Thì đó là tôi muốn bổ sung ý của bạn Quang như vậy. Vâng, cảm ơn anh Long. Tức là mọi người cũng nhìn thấy được là bây giờ người ta biểu đạt cái sự thành công và cái sự giàu có của họ không chỉ là qua cái thước đo về tiền bạc, mà còn là cái thước đo về cái sức khỏe. Và khi càng giàu có thì cái việc là anh sống không phải là anh sống để kiếm tiền nữa, mà là anh sống để anh tận hưởng cái cuộc sống một cách khỏe mạnh, an nhiên giữa những cái không gian, giữa những cái giá trị cuộc sống ở quanh mình. Và đối với những bạn mà đang ở thành phố Hồ Chí Minh giống như Quyên thì chúng ta thấy là khi mà ở Sài Gòn mà đi du lịch, trong những cái sự lựa chọn của chúng ta quanh thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là nếu mà nơi nào di chuyển chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì chắc chắn nơi đó là một cái sự lựa chọn rất là lý tưởng. Và khi mà chúng ta thấy là trong những cái điểm mà di chuyển thuận lợi như vậy thì Phú Quốc cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 45 phút bay. Nếu mà chúng ta tính luôn cả thời gian di chuyển ra sân bay rồi làm thủ tục các cái thì nó cũng chỉ là 2 đến 3 giờ đồng hồ để chúng ta có mặt tại thành phố Phú Quốc. Do đó nên là cái việc mà lựa chọn Phú Quốc để mà trở thành một cái điểm đến lý tưởng thì đang rất là được khách hàng quan tâm lựa chọn trong những cái năm gần đây, và đặc biệt khi mà chúng ta ra mắt dòng sản phẩm mang cái tính chất là theo cái xu hướng chăm sóc sức khỏe thì khách hàng của chúng ta thấy là rất là thuận tiện. Và trong suốt 2 tuần vừa qua thì hotline của chủ đầu tư hoặc là Quyên làm việc gặp gỡ nói chuyện qua với khách hàng thì khách hàng họ đều cho thấy một cái phản hồi rất là tích cực, là vì họ cảm thấy là họ rất là cần những cái nơi mà để họ có thể sử dụng một cách linh hoạt làm cái kỳ nghỉ dài hạn thay vì là ở trong những cái khu nghỉ dưỡng. Tại vì các bạn biết rồi, những cái khu nghỉ dưỡng thì nó sẽ có những cái vấn đề theo cái tiêu chuẩn của cái khu nghỉ dưỡng, có những cái vấn đề mà chúng ta không thể linh hoạt, chúng ta không thể tự do theo cái ý thích của mình, và mỗi một lần đi là mỗi một lần phải mang theo hành lý thế nọ thế kia. Còn trong khi đó bây giờ khách hàng đã quen với cái xu hướng mà lựa chọn Phú Quốc để mà đi du lịch thường xuyên rồi
thì lúc bấy giờ người ta quan tâm tới một cái nơi thực sự thuộc về họ, thực sự là họ đạt được cái chủ quyền sử dụng để mà họ có thể tùy nghi thay đổi hay là sắp xếp hay là mang theo hành lý để sẵn ở đó để khi nào mà họ bất kỳ lúc nào họ muốn, thì thực sự nó là một cái chuyến trở về nhà. Và khi mà khách hàng biết cái xu hướng đó, chúng ta chuẩn bị làm cho Phú Quốc và đặc biệt là biết nằm tại Bãi Kem, một cái hệ sinh thái rất là hoàn chỉnh rồi và được bao bọc bởi cái thiên nhiên rất là nguyên sơ để mà giữ được những cái tán rừng nguyên sinh, và khách hàng, cái căn nhà tương lai của khách hàng được nằm giữa những cái bầu không khí trong lành như vậy, thì hầu như những khách hàng đó họ rất là quan tâm để họ được sở hữu những cái vị trí như vậy. Và họ cũng thậm chí là họ rất là nhiều người hỏi về cái quy chế đặt chỗ hay là booking, nhận booking của chủ đầu tư hiện nay, thì chúng tôi cũng chia sẻ luôn là hiện nay chúng tôi chưa đưa ra những cái quy chế booking nhận đặt chỗ, mà chúng ta đang từ từ để cho khách hàng cảm nhận cái sự cần thiết của một cái dòng sản phẩm mới mà Sun Group sắp ra mắt. Và tôi nghĩ là nếu mà xét trên cái phương diện xem Phú Quốc như là một cái món quà về sức khỏe, thì tôi nghĩ là những người mà càng ở những cái nơi có khí hậu nó biến đổi nhiều, ví dụ như ở nơi có những cái độ ẩm cao hay là dễ gây những cái chứng bệnh hô hấp, hay là dễ có cái mùa đông khắc nghiệt, hay là cái mùa mưa lạnh kéo dài, thì người dân ở nơi đó lại càng cảm thấy rất là mong muốn tìm đến những cái địa điểm nắng ấm quanh năm giống như Phú Quốc. Và tôi nghĩ anh Long có thể chia sẻ một cái góc nhìn khác đối với cái vị trí địa lý của những người sinh ra và lớn lên tại khu vực là ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nói chung, so với cái nền khí hậu thì nó rất là khác so với Phú Quốc. Xin mời anh Long ạ. Quyên vừa nói đúng các cái bệnh của khu vực miền Bắc rồi đấy. Thì chúng ta cũng biết rồi. Tôi có thể lấy ngay một cái ví dụ rất là sinh động về anh chủ của An Hotel, đúng không? Thì khi mà anh chị và các đứa con của anh thì là người Hà Nội gốc. Nhưng mà qua một cái chuyến du lịch thôi, đi qua Bãi Kem và lưu trú tại đây khoảng đâu đó khoảng tuần, thì gần như những cái bệnh về hô hấp, về viêm xoang các thứ thì đều biến mất, cho nên là anh chị đã quyết định là ra hẳn Phú Quốc và sinh sống. Thì đấy là một cái yếu tố về sức khỏe nó rất là rõ ràng khi chuyển đổi giữa hai cái vùng mà nó khác nhau về khí hậu. Thế thì Phú Quốc nó có được cái đấy, hay là ví dụ như là các bác lớn tuổi ở miền Bắc thì gần như là bác nào cũng sẽ bị cái bệnh là bệnh khớp, đặc biệt là vào cái mùa mà nồm nóng ẩm, hay là cái mùa mưa mùa đông ấy, gió mùa đông bắc ấy, thì cứ chuẩn bị mưa là tay chân nó sẽ đau, nó rất là nhiều. Nhưng mà cứ vào trong khu vực miền Nam hay là Phú Quốc ấy thì nó sẽ hết ngay lập tức. Đấy thì đấy là cái vấn đề của gọi là môi trường, của thời tiết, vấn đề của cái nơi mình sinh sống. Thế thì đấy là thế. Tuy nhiên là nếu mà chuyển vào trong miền Nam thì không phải chỗ nào cũng hẳn là tốt như là Phú Quốc. Ví dụ như là nếu mà nói là chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng chỉ đáp ứng được một cái phần nào đó thôi. Nhưng mà Hồ Chí Minh thì cũng có những cái vấn đề, cũng là một cái đô thị rất là đông đúc nhất Việt Nam, và có những vấn đề riêng, đúng không ạ? Cũng có tắc đường, cũng có ô nhiễm không khí, rồi khói bụi xe. Thế thì nó cũng chưa hẳn là hoàn hảo. Thế thì nhìn ở góc độ đây là mình phải nhìn được ở nhiều góc độ khác nhau về cả môi trường mình sống và về cả chất lượng cuộc sống, về cả cái chất lượng của bầu không khí nữa. Thế thì Hà Nội thì khác Hồ Chí Minh ở cái thời tiết, nhưng mà Hồ Chí Minh hơn Hà Nội về thời tiết, nhưng mà cũng chưa hơn hẳn về môi trường sống. Nhưng mà Phú Quốc thì lại vượt trội về tất cả mọi thứ, về cả môi trường sống, về cả chất lượng không khí, rồi rừng cây, thiên nhiên, vân vân. Và như là vợ chồng anh chị An anh Bình, chị An thì cũng là đại diện cho rất nhiều khách hàng. Và thậm chí là rất nhiều khách hàng đã đầu tư Sun Group trong mấy năm qua, thì họ cũng đã, tôi hỏi rất nhiều người thì họ cũng có cái xu hướng là mua bây giờ nhưng mà có thể chưa ở ngay, nhưng mà trong thời gian tới, thì trong tương lai khi mà con cái hoành ổn định rồi, họ tự chủ về mặt tài chính, về mặt thời gian ấy, thì họ sẽ chuyển sang Phú Quốc vì cái khí hậu Phú Quốc nó quá tuyệt vời. Vâng, cảm ơn anh Long. Tức là khi mà anh nói tới cái việc mà môi trường sống ở Phú Quốc rất tuyệt vời như thế này, thì tôi cũng cảm thấy là rất là may mắn khi mà cùng với những anh em ở đây đang làm việc và học tập và sinh sống tại đây, thì đang tận hưởng một cái bầu không khí rất là trong lành cũng như rất là thoải mái để có thể là tái hòa nhập cộng đồng nó tốt hơn. Và các bạn cũng đã biết được là Phú Quốc cũng đã trở thành cái lựa chọn của rất rất nhiều doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hay là những khách hàng
lựa chọn đến Phú Quốc trước khi có cái lệnh chỉ thị 16 áp dụng cho các tỉnh thành phía Nam. Thì ở đây những khách hàng đến từ thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay là các tỉnh thành miền Bắc đã đưa cả gia đình của mình đến với Phú Quốc ở từ suốt 2 đến 3 tháng nay, khi mà họ cảm nhận được Phú Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội đang rất là đông đúc và cảm thấy nguy cơ bùng dịch rất là cao. Chính vì vậy mà ở tại Phú Quốc có một cái bầu không khí rất là trong lành, thoáng đãng, hòa hợp với thiên nhiên, thì mọi thứ nó cảm thấy rất là vui vẻ, gia đình của họ sẽ có được một cuộc sống tốt hơn, họ kết nối con cái với nhau để tận hưởng cái cuộc sống, họ có thể là rèn luyện sức khỏe, ăn ngon, mặc đẹp và thậm chí là tận hưởng một cuộc sống rất là trong lành, nhưng mà sẽ không thiếu bất kỳ những dịch vụ tiện ích nào ở đây. Đó là những cái mà mình sẽ cảm nhận được khi mà khách hàng đã ở Phú Quốc, và những cái gia đình nào mà họ đã kịp chọn Phú Quốc là điểm đến trong cái giai đoạn này á, thì họ chỉ mong muốn một điều là gì các anh chị biết không ạ? Đó chính là việc họ mong rằng cái ngôi nhà này sẽ thuộc về họ để họ có thể là thoải mái tận dụng cái khoảng không gian, cái bài bố nội thất để mà làm sao sử dụng cái không gian của mình một cách thỏa đáng nhất, phù hợp nhất, và họ sẽ chủ động cái thời gian của mình mà sẽ không còn phải mất quá nhiều thời gian để mà mang những cái hành lý cồng kềnh di chuyển vào bên trong Phú Quốc. Đó, vào bên trong chính căn nhà của mình. Chính vì vậy mà họ chia sẻ với tôi rằng tôi có trao đổi và trò chuyện với một số anh chị khách hàng đã và đang ở tại khu vực Nam Phú Quốc của mình, thì họ nói là họ đang thật sự là rất là may mắn khi mà họ đã kịp đưa gia đình của mình đến Phú Quốc để tránh dịch và đặc biệt là tận hưởng cái bầu không khí trong cái thời gian này, vì họ cảm thấy là cuộc sống của họ trong lành hơn rất là nhiều, sức khỏe của họ được tốt hơn và cải thiện hơn, và mức sống của họ, nói chung là cuộc sống của họ đang thay đổi rất là rõ rệt. Và đây thật sự có thể nói là một trong những cái món quà sức khỏe vô giá và là sự lựa chọn sáng suốt dành cho những khách hàng đang có mặt và sẽ tiếp tục ở tại khu vực Phú Quốc của chúng ta. Cái này điều Quang nói là do Quang đang ở Phú Quốc, Quang cảm nhận được nè. Và mình cũng biết là có rất là nhiều anh chị cũng đang ở Phú Quốc, như là Thông nè, hay là Smart là có âm là vừa ra kịp mà đúng ra ngay cái thời điểm chính xác gọi là đi tránh dịch ở trong Sài Gòn. Và hiện nay nếu như mà ở Hồ Chí Minh mình thấy thở cũng là một cái đặc ân luôn, thở bầu không khí bình thường cũng đã là may mắn lắm rồi. Thì ở Phú Quốc thì không những là một bầu không khí trong lành mà còn là sáng thì ngắm bình minh ở bãi Kem, rồi chiều thì ngắm hoàng hôn ở Địa Trung Hải. Rất là nhiều cái điều mà quan trọng hơn là cái nguồn thực phẩm lúc nào cũng tươi ngon, cũng dinh dưỡng. Rất là nhiều cái điều hấp dẫn cho một cái cuộc sống lý tưởng đang chờ đợi chúng ta ở Phú Quốc. Và nói về cái xu hướng về chăm sóc sức khỏe thì chúng ta thấy là trong 2 tuần vừa qua thì các anh chị cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về cái gọi là cái khái niệm về wellness. Như vậy thì ngày hôm nay thì chủ đầu tư cũng mong muốn là sẽ hệ thống lại những cái thông tin liên quan tới những cái khái niệm mà anh chị đã tìm hiểu, và cũng sẽ chia sẻ thêm với anh chị là như vậy thì cái ngành công nghiệp wellness này trên toàn cầu đã phát triển ra sao, có độ lớn như thế nào và những cái mô hình nào thường thấy, và Phú Quốc của chúng ta có thể là chắc lọc để mà lựa chọn để mà đi theo. Thì xin mời anh Long sẽ chia sẻ về những cái thông tin hữu ích về wellness. Về wellness thì tôi cũng có tham gia một vài những cái livestream đào tạo online của các đại lý, và các anh chị cũng đã tìm hiểu rất là kỹ rồi, thế cho nên là tôi cũng không có định nghĩa lại nhiều nữa hay là đi lại những cái nội dung mà các anh chị đã đi. Chúng ta hôm nay chúng ta bàn thêm một số những cái gì đó mà nó liên quan đến thực tế nhiều hơn ấy. Thì tôi có để trên cái slide đây về cái câu định nghĩa. Thế thì định nghĩa wellness đấy là việc theo đuổi các hoạt động tích cực hoạt động này, các lựa chọn và lối sống dẫn đến tình trạng sức khỏe toàn diện. Sức khỏe toàn diện ở đây thì như hôm nọ thì cái hôm mà sơ kết thì tôi cũng nói rồi là không chỉ là sức khỏe về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần, đúng không? Thế thì đấy là gộp lại chung thôi, chứ còn là nếu mà đúng về wellness thì chúng ta có tới là chúng ta gom lại thành được khoảng 6 loại hình, 6 types of wellness. Đấy thì tôi có để trên màn hình, như anh chị thấy đây là về thể chất này, về tinh thần, về tâm linh, về cảm xúc, về xã hội và về môi trường. Thế thì tất cả những cái này nó được định nghĩa và các cái hoạt động nó tương ứng để chúng ta nâng cao tất cả những cái wellness này là gì. Thế thì tôi sẽ xin chia sẻ một vài những cái hoạt động mà cụ thể cho từng loại hình wellness. Ví dụ như là với thể chất thì chúng ta tức là chúng ta sẽ có những hoạt động mà tác động trực tiếp đến cái thể chất,
đến cái cơ thể của chúng ta. Ví dụ như là ăn uống lành mạnh, ăn uống khoa học, thì hiện nay ở Việt Nam chúng ta đã du nhập rất nhiều loại loại hình ăn uống khác nhau mà để detox cơ thể, ví dụ như là low carb này, rồi keto này, rồi ăn uống theo kiểu tập gym, rồi các cái loại ăn uống khác nữa, đúng không? Hay là ăn chay, hay là ăn sạch, rồi là tôi thì chưa có thời gian nghiên cứu nhiều, nhưng mà tôi cũng đang theo một cái chương trình tập gym và ăn uống cũng khá là khắt khe để mà giảm mỡ này, rồi cân bằng các cái chất ở trong cơ thể. Thì đấy là cái cách mà chúng ta wellness cái cơ thể của mình. Hay là chúng ta đi massage, tức là chúng ta các cái khóa massage có chủ đích, ví dụ massage chuyên về nắn bóp xương khớp, hay là điều chỉnh dây thần kinh rồi các thứ, thì đấy là về thể chất, gọi là wellness, physical wellness. Đối với tinh thần thì chúng ta cần phải hiểu là tinh thần với cả tâm linh nó khác nhau nhé. Tinh thần thì chúng ta cần phải giữ được cho cái giấc ngủ chúng ta đủ 8 tiếng một ngày chẳng hạn này, hay là cái healthy life của chúng ta là ăn uống cân bằng, rồi ngoài ra thì chúng ta cũng để cho cái tinh thần của chúng ta có được nhận được cái sự thoải mái và cân bằng trong cuộc sống, thì chúng ta có thể tham gia được các cái khóa, ví dụ như là các cái chương trình thiện nguyện chẳng hạn, thì đấy cũng chính là cách mà chúng ta cảm thấy có ích cho cuộc sống này, và chúng ta nhận được lại rất nhiều những lời khen, rồi những cái giá trị khác khi mà chúng ta tham gia chương trình đó. Thì đấy là về mặt tinh thần, chúng ta cảm thấy là chúng ta có ý nghĩa, chúng ta sống và những hoạt động chúng ta có ý nghĩa với cuộc sống, có ý nghĩa với cộng đồng và xã hội. Thì đây là tinh thần. Đối với tâm linh thì chúng ta rất là rõ ràng là chúng ta có những cái khóa như là yoga hay là thiền chẳng hạn, hay là cầu nguyện, hay tham gia các cái group về tôn giáo, truyền giáo. Và thông thường thì tất cả những cái bộ môn này đều hướng đến cái theo đuổi những cái triết lý sống nó rất là lành mạnh và lương thiện. Ví dụ đạo Phật thì chúng ta hướng đến cái sự lương thiện, đúng không? Hay các đạo khác cũng vậy. Hay là về tinh thần, về tâm linh nữa, thì chúng ta có thể đối với cái tâm linh này thì hiện nay ở một số nước ở châu Á thì cũng đã tổ chức những cái chương trình spiritual tâm linh, spiritual wellness. Ví dụ như ở Myanmar thì chúng ta khi chúng ta sang Myanmar, chúng ta có thể tham gia được các cái khóa về đạo Phật, giảng dạy đạo Phật rất là chuyên nghiệp và rất bài bản. Thì các anh chị đã biết rồi, Myanmar là một trong những cái nôi của đạo Phật của châu Á. Ở đây thì gìn giữ được rất nhiều những cái bộ kinh Phật mà có từ nhiều đời, từ hàng trăm năm nay, và đây là một đất nước Phật giáo thuần. Thì chúng ta nếu mà chúng ta có cái thiên hướng về tôn giáo thuần, gọi là về Phật giáo, thì chúng ta có thể sang Myanmar để chúng ta học, để chúng ta tham gia các cái lớp, các cái khóa, các cái buổi trị liệu về mặt tâm linh ở Myanmar rất là hay. Thế còn là về cảm xúc thì chúng ta cũng có wellness. Tức là đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều vấn đề chúng ta phải gặp phải trong công việc, trong cuộc sống, trong gia đình, rồi trong mối quan hệ bạn bè. Thì cái việc mà nếu mà cái công việc của chúng ta mà bị ảnh hưởng, ví dụ như chúng ta bị quá là stress vì công việc, thì chắc chắn là cái stress đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái mối quan hệ, đến cái cảm xúc của chúng ta khi mà chúng ta gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ người thân, đúng không ạ? Thế thì cái emotional wellness là chúng ta cần phải học cách để chúng ta cân bằng được cảm xúc của mình, cân bằng cuộc sống, rồi là kiểm soát cái stress và dành thời gian cho những cái sở thích cá nhân nhiều hơn, để mà chúng ta giảm thiểu được những cái vấn đề của xã hội, của công việc hàng ngày. Ví dụ như là tôi thích vẽ tranh chẳng hạn, thì nhất định là trong một tuần tôi phải dành khoảng một thời gian nào đó ra để tôi vẽ tranh, và tôi tìm ra những cái góc thiên nhiên đẹp để tôi vẽ. Hay là tôi đọc sách, ví dụ như cái hình mà tôi có sử dụng ở trong cái buổi sơ kết ấy, là đọc sách ở dưới những tán cây của Trung Quốc. Thì đấy là một cái liệu pháp để mà chúng ta cân bằng và điều trị cảm xúc của chúng ta, để chúng ta cân bằng cuộc sống hơn. Rồi là đến môi trường thì ở đây là chúng ta cần phải là lựa chọn. Nếu chúng ta có quyền, hoặc là chúng ta trong tương lai chúng ta có quyền để lựa chọn, thì chúng ta nên lựa chọn những cái môi trường mà tạo ra được cái wellness, tạo ra được cái sức khỏe, hay là những hành vi, những thói quen tốt cho cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta không có được cái quyền lựa chọn cái môi trường sống đấy, thì với cái môi trường sống hiện tại thì chúng ta cũng hoàn toàn cũng có được những cái việc, chúng ta hoàn toàn có chủ động làm được những cái việc mà chúng ta nâng cấp, chúng ta cải thiện được cái môi trường sống, cải thiện được cái môi trường thiên nhiên ở xung quanh chúng ta. Ví dụ như là những cái hoạt động rất là cụ thể mà
Ví dụ như tập đoàn Sun Group thì có phát động những chương trình như là sử dụng chai thủy tinh để uống nước chẳng hạn, tức là những cái vật liệu mà tái chế tái sử dụng, chứ không sử dụng những cái đồ ni lông nhiều hay là những cái đồ mà làm có hại cho môi trường. Thì đấy cũng chính là những cái cách mà khiến cho cái môi trường sống của chúng ta, môi trường làm việc của chúng ta nó tốt hơn. Thế rồi là cuối cùng là cái xã hội, thì xã hội đây là cái vấn đề chúng ta có mối quan hệ với rất nhiều những cái đối tượng trong cái xã hội này, ví dụ như là gia đình, bố mẹ này, con cái này, hay là ai đã lấy vợ lấy chồng rồi thì sẽ có gia đình thông gia này, đúng không? Hay là có các cái lớp học, các cái khóa học ở công ty, ở trường học vân vân. Thì đấy là các cái mối quan hệ của xã hội. Thế thì hoặc là cũng có thể là xã hội ở đây có thể là chúng ta tham gia những cái group mà cùng chung cái sở thích của chúng ta. Ví dụ như là tôi thích đọc sách, tôi thích vẽ tranh, thì tôi sẽ tìm kiếm những cái người mà cùng chung sở thích cùng với tôi, và tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi, chia sẻ những cái sở thích của tôi đối với những người đấy, và họ cũng chia sẻ lại. Thì thông qua việc đó thì chúng ta xây dựng được những cái mối quan hệ ở xung quanh chúng ta nó bền vững, và chia sẻ được cái cảm xúc, chia sẻ được những cái cảm xúc ở trong cuộc sống. Đồng thời là chính những mối quan hệ đấy sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó cân bằng hơn, và họ cũng chia sẻ được lại cho mình những cái kinh nghiệm này, họ chia sẻ được lại cho mình những cái sở thích của họ, để biết đâu mình tìm ra được một cái sở thích mới chẳng hạn. Thì đấy là cái cách mà chúng ta duy trì được cái social wellness, tức là cái sức khỏe của xã hội. Đối với cá nhân của mỗi người, chúng ta duy trì được một cái môi trường mà có những mối quan hệ tốt, chúng ta tránh khỏi được những cái mối quan hệ mà nó mang cái tính tiêu cực, và chúng ta tìm đến những cái mối quan hệ tích cực và cùng chung sở thích của chúng ta. Thì đấy là tôi nói sơ bộ, đấy là về wellness, tức là chăm sóc sức khỏe. Thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có rất nhiều những loại hình chăm sóc sức khỏe để chúng ta sống hạnh phúc hơn, đúng không? Và chúng ta có được một cái cuộc sống nó cân bằng, nó happy, và chúng ta lan tỏa được cái tinh thần đó đến với tất cả những người khác. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của anh Long. Thì nãy giờ trong group thì mọi người cũng đang nói rất là nhiều về cái cảm nhận của mọi người về một cái cuộc sống ở Phú Quốc. Mình thấy có rất là nhiều bạn chia sẻ ở đây, ví dụ như Vinh đang, thực sự là Vinh đang ở Phú Quốc cũng rất là lâu rồi. Vinh cũng nói nè, Phú Quốc là chạy bộ, chiều sáng chạy bộ, chiều đi bơi, tối đi nhậu là không có được wellness cho lắm nè. Có thể Vinh nên hay là tối là đi đọc sách, hoặc là đi đánh cầu lông, hay là đi chơi thể thao ở trong công viên CETA hay là công viên Limoni, thì chị thấy nó sẽ wellness hơn nha Vinh. Như cái phần anh Long chia sẻ thì mọi người cũng nhìn thấy là có rất là nhiều cái hình thức để mà chúng ta chăm sóc cho cái sức khỏe thể chất, cái sức khỏe tinh thần. Nói chung wellness nó là một cái xu hướng, một cái lựa chọn cái cách sống, cái cách để mà mình tự mình gìn giữ, mình phát triển những cái thói quen hay là những cái hành động, những cái hoạt động tốt cho sức khỏe. Nó có thể tốt cho tinh thần, cho tâm linh, cho cảm xúc, cho những cái mối quan hệ xã hội, cho môi trường xung quanh mình và cho sức khỏe thể chất của mình. Và tụ chung lại, chúng ta có thể nói ngắn gọn hơn nữa, đó là chúng ta thường hay quan tâm tới hai mặt của một cái sức khỏe, đó là sức khỏe thể chất và cái sức khỏe tinh thần. Thì nếu mà chúng ta thấy nói về sức khỏe thể chất nó rất là dễ, là chúng ta bồi dưỡng cái sức khỏe thể chất bằng việc là chúng ta ăn ngon, chúng ta ăn uống hợp lý, hay là chúng ta rèn luyện thể lực, hay là chúng ta tập những cái bộ môn như là tập bộ môn trong nhà, tập ngoài trời vân vân. Như vậy thì cái điều gì nó sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng cái sức khỏe tinh thần? Thì anh chị có thể tự đặt một cái câu hỏi cho chính mình, cái gì đang nuôi dưỡng cái sức khỏe tinh thần của mình? Chúng ta nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của chúng ta và cội nguồn sự sống của chúng ta dựa vào cái gì? Thì chúng ta sẽ khám phá ra được là một số cái điều rất là lý thú. Ví dụ như tại sao khi mà cảm thấy căng thẳng, khi mà cảm thấy bị stress, thì người ta lại hay tìm về với thiên nhiên, hay tìm một cái giải pháp là hòa mình vào trong thiên nhiên. Hay là tại sao khi căng thẳng, khi mệt mỏi thì người ta thích đi dạo một chút để mà hít thở bầu không khí trong lành, để mà cảm thấy thoải mái đầu óc. Như vậy có phải liệu chăng là chính cái nguồn nuôi dưỡng cái sức khỏe tinh thần của chúng ta nó đến từ cái bầu không khí trong lành, nó đến từ cái oxy mà chúng ta hít thở? Mình mà bị thiếu oxy đi, đầu tiên là mình bị cái gì thiếu oxy lên não, là tại vì mình cảm thấy là mình không có tập trung được. Khi mà ở trong những cái tòa nhà, nhất là tòa nhà nhà kính, thì anh chị thấy rất là rõ,
tắt máy lạnh tí xíu thôi là chúng ta ngọt thở không nổi, mình tí xíu thôi là chúng ta cảm thấy đau đầu, không tập trung được, hoa mắt, chóng mặt, không làm việc được luôn. Thì cái đó chính là cái thực sự chúng ta không phải ăn vào để mà cảm nhận nó bằng vị giác, mà chúng ta thực sự cần lấy cái bầu không khí đó chúng ta hít thở hàng ngày. Nó quá quen thuộc tới mức mà chúng ta không nhận ra, nhưng mà nó chính là cái điều quan trọng để mà nuôi dưỡng những cái sức khỏe tinh thần của chúng ta. Một cái bầu không khí trong lành giúp cho chúng ta giảm được căng thẳng, giúp cho chúng ta sống cảm thấy khỏe mạnh hơn. Và bạn có biết là không những như vậy, người ta đã có những cái nghiên cứu để chỉ ra rằng một cái bầu không khí trong lành nó mang lại 8 cái lợi ích, gọi là 8 cái lợi ích trực diện cho con người. Tôi có thể liệt kê nhanh qua đây, anh chị có thể tìm hiểu ở rất là nhiều những cái báo cáo uy tín. Ví dụ như là một cái bầu không khí trong lành, một cái bầu không khí, một cái nơi ở, một cái môi trường sống trong lành xung quanh mình, nó sẽ giúp cho mình là giảm những cái bị dị ứng, bị hen suyễn, và giúp cho cái lợi ích thứ hai là giúp cho chức năng của phổi tốt hơn. Lợi ích thứ ba là cải thiện năng suất hoạt động. Lợi ích thứ tư là cải thiện những cái chức năng của hệ miễn dịch. Cho mình sống khỏe hơn, mình có cái gọi là sức đề kháng tốt hơn. Và cái thứ năm là tâm trạng được cải thiện. Mình ở trong một cái bầu không khí trong lành, tại sao người ta ra Phú Quốc người ta thấy vui tươi yêu đời hơn? Tại vì lúc nào mình cũng cảm thấy cái tâm trạng mình nó hưng phấn, nó vui vẻ, là vì cái bầu không khí trong lành nó giúp mình cải thiện được cái tâm trạng. Người ta buồn người ta cũng đi dạo trong công viên, trong vườn hoa, trong vườn cây, chính là vì những cái yếu tố đó nó tác động một cách mà mình không cảm nhận ra. Nhưng mà khi mình gặp cái vấn đề thì mình luôn tìm đến cái giải pháp về thiên nhiên là như vậy. Hoặc là cái lợi ích thứ sáu đó là giảm những cái nguy cơ về 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 cao huyết áp, về đường máu. Và cái thứ bảy đó là không khí trong lành cũng giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon hơn. Các bạn thử ra Phú Quốc mà các bạn ngủ thì thường là sẽ không có bị mất ngủ. Chúng ta dễ ngủ và giấc ngủ sâu hơn. Và khi mà chúng ta thức dậy, chúng ta hoàn toàn có thể dậy sớm hơn, bởi vì cái chất lượng giấc ngủ nó rất là quan trọng. Mình ngủ sâu, ngủ ngon, ngủ đủ giấc thì buổi sáng mình thức dậy mình cảm thấy nó rất là khỏe, không có bị uể oải theo kiểu là khó ngủ hay là gọi là bị mệt đó. Chúng ta ngủ ít nhưng mà ngủ sâu, chất lượng giấc ngủ tốt hơn làm cho mình cảm thấy ngủ ngon hơn và sức khỏe của mình tốt hơn. Và một cái bầu không khí trong lành nó cũng giúp kéo dài tuổi thọ. Thì đó chính là 8 cái lợi ích trực diện mà người ta đã nghiên cứu qua rất là nhiều nghiên cứu để chỉ ra được là người ta nuôi dưỡng cái sức khỏe đó bằng những cái bầu không khí trong lành, bằng những thiên nhiên trong lành, và thật sự nó có ích cho sức khỏe của con người. Và các bạn biết là không phải là chỉ ở Việt Nam, trên toàn cầu luôn, khi mà người ta đưa ra cái gọi là cái đánh giá về chất lượng cuộc sống, thì cái bộ tiêu chí mà đánh giá về chất lượng cuộc sống nó bao gồm nhiều tiêu chí, nhưng mà trong đó 1/3 là liên quan tới những cái tiêu chí về môi trường sống. Tức là ngoài những cái tiêu chí như cơ sở vật chất, điện đường, trường trạm, hay là chính trị hay thế nào thế kia, thì những cái tiêu chí quan trọng liên quan tới cái môi trường sống để mà đánh giá hàng năm, mà người ta chọn ra được top 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới, hay là top 10 nơi có cái chất lượng cuộc sống tốt nhất trên thế giới, thì chính là dựa vào cái bộ tiêu chí này. Và trong đó là khoảng 13 tiêu chí nhỏ, trong đó nó có liên quan tới cái môi trường sống xung quanh mình. Ví dụ như khí hậu, thời tiết, như là ở chỗ đó nó không có thiên tai, hay là nó phải có thực phẩm xanh, phải có là cái thực phẩm về đạm, về cá thịt, nó phải có đủ dinh dưỡng, phải tươi ngon, phải vân vân. Hay là không có bị ách tắc giao thông, tại vì ách tắc giao thông thì nó sẽ vừa bất thuận lợi trong cái di chuyển, mà nó còn vừa gây ra cái ô nhiễm trong cái bầu không khí nữa. Rồi chỗ đó tiếp cận dễ dàng bằng sân bay, và có không khí trong lành, không có bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng, không có côn trùng gây hại, phải có cái nguồn nước sạch, và phải có cái gọi là cái tính ổn định trong cái môi trường sống, không có bạo lực, không có bạo động, không có những cái xung đột vũ trang, vân vân. Thì chúng ta thấy là Phú Quốc có hoàn toàn đầy đủ tất cả những cái tiêu chí trong bộ tiêu chí về môi trường, để mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tin là trong một cái tương lai sắp tới đây, thì thành phố Phú Quốc một khi mà đã đứng vào top 100 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin là trong tương lai Phú Quốc với những cái tiêu chí về chất lượng sống hoàn hảo như vậy, thì Phú Quốc cũng có thể tiến xa hơn một bước nữa để được đánh giá rất là cao, trở thành một trong những cái đô thị đáng sống, có chất lượng cuộc sống cao trên toàn cầu, dựa trên cái bộ tiêu chí đánh giá đang rất là phổ biến trên toàn thế giới.
Ở đây thì sau khi mà chia sẻ với anh chị xong á, thì Quy sẽ gửi thêm cho các anh chị về cái đường link, về cái những cái bộ tiêu chí đánh giá và về cái gọi là cái những cái nghiên cứu của những các nhà khoa học về một cái bầu không khí trong lành thì nó ảnh hưởng tốt đến sức khỏe như thế nào, và rõ ràng với những cái loại hình về wellness mà chúng ta thấy là trên thế giới đang áp dụng thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy rằng là Phú Quốc của chúng ta có rất là nhiều cái thuận lợi để chúng ta lựa chọn đi theo một trong những cái xu hướng wellness trên toàn cầu mà người ta đã áp dụng trước đó rồi. Và với những cái gọi là cái điều kiện tự nhiên rất là thuận lợi và rất là hoàn hảo ở Phú Quốc thì đó là một cái nền tảng rất là vững chắc để chúng ta thấy được là Phú Quốc đang chính là nơi nuôi dưỡng và giải quyết rất là tốt về cái việc là tạo cho con người một cái sức khỏe tinh thần rất là lý tưởng. Và chắc chắn là nếu mà tiếp tục phát huy theo cái đà này thì Phú Quốc có thể rất có thể trở thành một trong những cái nơi gọi là cái đô thị có chất lượng sống tốt nhất trên toàn cầu. Và qua cái phần chia sẻ về cái định nghĩa về chuẩn sống wellness của anh Long và chị Viên vừa rồi thì mình có thấy là các anh chị có đề cập tới cái vấn đề sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Thì ở đây mình muốn chia sẻ như thế này, thì chúng ta có thể là dễ dàng thấy rõ rằng để mà nuôi dưỡng được cái sức khỏe thể chất á, thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh trong cái chế độ ăn uống hay luyện tập một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu như có một bầu không khí trong lành, mà có được những cái không khí trong lành giữa một cái miền thiên nhiên rất là trù phú hay trong cái môi trường sống của chúng ta để mà tốt cho sức khỏe, tốt cho tinh thần, thì chắc chắn những thứ đó thì chúng ta sẽ rất rất khó để có thể mua được bằng tiền. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ có thể lựa chọn được nơi nào mà nơi có được cái sự sống, có được môi trường tự nhiên lý tưởng như chúng ta mong muốn. Và một nghiên cứu mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả anh chị em ở đây thấy được đó, là con người của chúng ta có thể nhịn ăn từ 8 đến 21 ngày hoặc là nhịn uống từ 3 đến 4 ngày đồ đúng không ạ? Nhưng nếu như chúng ta thử nhịn thở 1 đến 2 phút thì liệu rằng cái sự sống của chúng ta có còn không ạ? Chắc chắn là không đúng không ạ? Bởi vì đó mà oxy hay những cái bầu không khí trong lành xung quanh con người chúng ta là những điều hết sức là quan trọng và rất là cần thiết. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái chất lượng cuộc sống cũng như là sức khỏe về thể chất, tinh thần của chúng ta. Chính vì vậy mà ở đây lối sống về cái xu hướng wellness hay là du lịch wellness nó có thật sự là giống như cái du lịch khám chữa bệnh hay còn được gọi là medical tourism hay không? Thì em muốn chị Viên chia sẻ thêm và giải thích thêm để mà mọi người có thể hiểu rõ được hai cái khái niệm này. Xin mời chị ạ. Mình cũng thấy các bạn là khá là quan tâm và cũng tìm hiểu cả về cái wellness và cũng tìm hiểu cả về gọi là cả hai hình thức là du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch khám chữa bệnh. Thì các bạn cũng hay nghĩ là thấy hai cái này nó đều liên quan tới cái sức khỏe của con người. Như vậy thì liệu là nó giống nhau hay là nó khác nhau? Thì ở đây mình muốn chia sẻ một cái góc nhìn, đó là chúng ta nghĩ là một cái là du lịch để chăm sóc sức khỏe, tức là chúng ta đang khỏe và chúng ta muốn duy trì, muốn lựa chọn những cái hoạt động để cho mình càng ngày càng khỏe, càng ngày càng sống lành mạnh hơn, càng ngày cái thể chất và cái tinh thần của mình càng được bảo vệ, càng được gia tăng, sức khỏe mình càng ngày càng tốt hơn, mình chưa có bị bệnh. Còn mà cái du lịch mà về khám chữa bệnh thì đa số cái đó là đều là cái mục đích là mình đi du lịch kết hợp với việc điều trị cho một cái căn bệnh hay một cái tình trạng sức khỏe nào đó. Và thông thường là mình có những cái vấn đề về sức khỏe, cho nên mình sẽ lựa chọn cái du lịch khám chữa bệnh. Chẳng qua là nó là ví dụ như là mình đi di chuyển, thay vì mình sống ở Sài Gòn đi, mình muốn khám chữa bệnh một cái căn bệnh nào đó của mình, nhưng mà mình không có chọn khám chữa bệnh tại Sài Gòn mà mình có thể chọn Singapore. Thì có thể là vì mình đang mong muốn vừa có thể đi du lịch tại Singapore, đồng thời mình tiếp cận được cái sự tiên tiến trong y học, trong máy móc thiết bị hay là trong cái dịch vụ khám chữa bệnh của Singapore. Thì cái đó chính là cái động cơ, là vì mình bận và đồng thời mình muốn có dịch vụ tốt hơn. Hoặc ngược lại, có nhiều nơi nhiều cái người ở khắp nơi trên thế giới họ hay đến Việt Nam du lịch kết hợp với lại là một cái loại hình là làm nha khoa, tại vì đơn giản là vì họ tới hay vì cùng một cái số tiền đó
họ thực hiện một cái dịch vụ về nha khoa ở đất nước của họ. Tuy nhiên nếu mà họ lựa chọn Việt Nam thì cũng cùng một mức chi phí bỏ ra, nhưng mà họ vừa nhận được cái dịch vụ y tế là làm nha khoa rất là tốt ở Việt Nam, mà đồng thời họ còn nhận được một cái chuyến du lịch, tại vì chi phí làm nha ở Việt Nam nó rất là rẻ. Thì người ta thường hay lựa chọn một là đi du lịch để khám chữa bệnh để người ta tiếp cận những cái dịch vụ về y tế tốt hơn, hoặc hai là người ta tiếp cận được với cái giá rẻ hơn và cộng thêm vô là người ta cũng được đi du lịch để mà trải nghiệm khám phá thêm. Nhưng cái quan trọng là cái động cơ ở đây là họ tìm kiếm, cái lý do quan trọng là phục vụ cho cái việc khám chữa bệnh, tức là họ đang có bệnh rồi và những cái hoạt động chính của họ sẽ liên quan tới cái trung tâm về y tế, về khám, về chữa bệnh, về phẫu thuật, về vân vân, liên quan tới cái sự giám sát cái hoạt động của y tế, của y bác sĩ. Còn wellness thì là họ sẽ lựa chọn những cái nơi mà thật sự nó tốt cho sức khỏe của họ, mà khi anh có sức khỏe tốt rồi anh không có cần phải khám chữa bệnh, anh không có cần phải trị, tức là một bên là phòng bệnh còn một bên là trị bệnh. Thì như vậy nếu như mà wellness rồi, cái cơ thể anh khỏe mạnh, anh tốt rồi, thì rõ ràng anh đã gọi là tăng cái khả năng tăng cái sức khỏe của anh lên được, thì anh cũng sẽ, nó sẽ là cái bước đầu, cái bước bảo vệ của mình để mình tránh, mình không cần dùng tới cái hình thức gọi là chữa bệnh, trị bệnh của cái medical tourism. Thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như mình nói đơn giản đi, bản thân cái wellness nó tốt cho sức khỏe rồi thì người ta ít có bệnh hơn. Ví dụ như là những cái người mà hay bị bệnh hô hấp, thay vì họ chờ tới bị bệnh hô hấp đi họ đi chữa, thì như vậy họ lựa chọn cái lối sống wellness tốt cho cái sức khỏe, tốt cho cái hệ hô hấp của họ, họ lựa chọn đến Phú Quốc để sống. Thì tới lúc này họ đến Phú Quốc, họ sống trong một bầu không khí trong lành, họ không còn bị bệnh nữa, họ tự động không có cần phải đi chữa bệnh để mà gọi là đi du lịch khám chữa bệnh nữa, vì người ta đã lựa chọn sống tốt cho cái hệ hô hấp của người ta rồi. Hoặc là những người mà bị xương khớp đi, người ta ở cái nơi lạnh là người ta không ở được, ví dụ như ở từ miền Trung đổ ra tới cái mùa đông họ không chịu nổi, hoặc là ở ở khu vực Bắc Bộ đi tới cái mùa rét không chịu nổi, thì thay vì là người ta bị bệnh xương khớp hay là bị những cái căn bệnh đó người ta phải đi tìm tới một nơi khác để người ta chữa, thì thay vì như vậy trước khi bị bệnh họ đã lựa chọn cái nơi mà nó tốt cho sức khỏe của họ, họ dịch chuyển vào Phú Quốc lúc nào khí hậu cũng ấm áp quanh năm. Những người ở Đà Lạt cũng vậy, nếu mà chúng ta nói là lớn tuổi, chúng ta còn trẻ chúng ta đi du lịch ở ở Đà Lạt được, nhưng mà khi mà bạn lớn tuổi rồi bạn đi đi du lịch ở ở Đà Lạt là bạn bạn chọn nơi đó làm nơi ở luôn, rồi bạn không thể nào chịu nổi với cái khí hậu khắc nghiệt, cái buổi tối nó rất là lạnh, nó không phù hợp với người già. Thì như vậy trước khi mà người ta bị bệnh như vậy kìa, thì người ta đã lựa chọn những cái nơi ấm áp, những cái nơi bầu không khí trong lành, tốt cho đường hô hấp, không bị mắc các bệnh về hô hấp, tốt cho xương khớp, không bị đau xương đau khớp, thì rõ ràng là người ta không có cần tới cái loại hình trị bệnh nữa, mà người ta chủ động lựa chọn cái biện pháp nơi sinh sống để cho nó tốt cho sức khỏe. Và cái đó là mình mới phân tích về thị trường nội địa thôi, chứ chưa kể là ở nước ngoài có những cái nơi đặc thù là những cái thành phố rất là năng động về kinh tế, tuy nhiên rất là ô nhiễm, mà người ta đang dần dần khi mà người ta bắt đầu là bước sang một cái tuổi mà người ta bắt đầu ổn định về tài chính, hoặc là có nguồn thu nhập thụ động đủ lớn, hoặc là tới cái tuổi mà người ta đã nghỉ hưu, thì người ta bắt đầu người ta dịch chuyển, người ta lựa chọn dịch chuyển về những cái quốc gia, những cái đất nước, những cái vùng nhiệt đới nó ấm áp hơn để tránh cho họ bị những cái căn bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, hay là những cái bệnh về hô hấp, hay là những cái bệnh về xương khớp. Thì lúc đó họ hoàn toàn họ có thể lựa chọn dịch chuyển về Việt Nam để nghỉ hưu, và đặc biệt là lựa chọn Phú Quốc, một trong những điểm đến tuyệt vời nhất của thế giới. Thì lại quay trở lại câu chuyện là khi chúng ta có thương hiệu, khi Phú Quốc càng có thương hiệu trên phạm vi toàn cầu, thì cái sự lựa chọn dịch chuyển đến Phú Quốc nó càng mở ra, và cái đó là một cái thị trường rất là lớn, không chỉ là nội địa mà còn là thị trường trên toàn cầu dành cho cái Phú Quốc của chúng ta. Chia sẻ thêm cái chỗ của Quyên ấy, thì Quyên có nói đến cái việc là so sánh sự khác nhau giữa medical tourism và wellness đúng không? Thế thì có một cái câu mà ông nó cũng đọc được ở trên mạng như này, tức là gần như là khi mà chúng ta đã bị bệnh gì rồi ấy, là chúng ta hoàn toàn không thể chữa được nữa. Chỉ có cái là những cái loại thuốc và những cái phương pháp chữa bệnh là nó chỉ làm giảm thiểu và
làm ngắt đi những cái triệu chứng của bệnh thôi, còn còn khi đã bị bệnh rồi thì sẽ không thể nào chữa hoàn toàn 100% được. Thế cho nên là dần dần thì người ta càng càng thấy cái việc là người ta ngừa bệnh, tức là người ta lựa chọn, có nếu mà người ta có quyền quyết định thì người ta sẽ lựa chọn cho mình cuộc sống mà nó đảm bảo được cái chất lượng sức khỏe của họ nhiều hơn. Đấy, thì vừa mới nhắc đến Quyên vừa nhắc đến cái việc là Phú Quốc là được ghi danh lên cái tấm bản đồ thế giới trong trong những lĩnh vực là lựa chọn điểm đến để là nghỉ hưu, thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã share với nhau, share những bài báo rất là nhiều rồi về việc Phú Quốc là trở thành 15 hòn đảo tốt nhất để nghỉ hưu, đúng không? Đấy, thì chắc chắn là với những cái 39 tiêu chí đấy thì chúng ta dễ dàng hiểu vì sao mà Phú Quốc lại đạt được cái danh hiệu này. Thế thì Phú Quốc đang dần dần trở thành một cái nơi mà có tiếng có tăm trên thế giới, không ở không chỉ ở cái lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng mà còn ở cái lĩnh vực là nghỉ hưu. Thế thì hoàn toàn trên thế giới ta hiểu rằng là để mà được lựa chọn nghỉ hưu thì chắc chắn là đáp ứng được rất nhiều những tiêu chí. Và các anh chị cũng đã biết là những tiêu chí này thì nó khắt khe đến mức như thế nào. Ngoài ra thì thời gian vừa qua thì tạp chí International Living của Mỹ thì cũng bình chọn thì nơi đây là top 10 đất nước, Việt Nam là đất người top 10 đất nước mà gọi là nghỉ hưu hàng đầu dành cho người nước ngoài. Đó. Thì có thể thấy là cái việc mà chúng ta có một cái môi trường sống tốt, cái thiên nhiên đẹp và cái gọi là cái chi phí sinh hoạt thấp thì Việt Nam chúng ta đang rất là hấp dẫn trong trong cái việc này. Thế thì cái việc mà được lựa chọn là cái nơi để nghỉ hưu, nơi để sống thì chắc chắn nó sẽ kéo theo tất cả những hoạt động, những cái dịch vụ mà những cái người này người ta cần. Thế thì rõ ràng là tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ mang lại những cái thương hiệu mới, những cái loại hình dịch vụ mới, những công nghệ mới và những cái kiểu wellness mới đến với Việt Nam. Thế thì đồng thời nó sẽ kéo theo cái gì, là nó sẽ kéo theo đấy là rõ ràng là cần phải có cơ sở vật chất để mà chúng ta phát triển tất cả những cái đấy. Chúng ta để có được dịch vụ thì chúng ta phải có cơ sở vật chất, chúng ta phải có bất động sản. Thế thì tôi hôm nay sẽ làm rõ cho các anh chị là bất động sản wellness là gì. Thì xin mời slide tiếp theo. Thực ra thì nó cũng không có gì là khó là hình dung, mà tôi sẽ không dùng những cái cụm từ định nghĩa nó quá là hàn lâm, mà tôi sẽ dùng những cái gọi là những cái so sánh rất là rõ ràng để các anh chị nhìn thấy đây. Thì đầu tiên, bất động sản wellness được định nghĩa là những ngôi nhà được xây dựng ở vị trí có môi trường, có cộng đồng phù hợp để làm wellness này. Đúng, chắc chắn là phải như thế rồi. Và thứ hai là cái khu vực đó, cái dự án đó, cái bất động sản đó được thiết kế một cách có tính toán, có chủ đích để hỗ trợ cho sức khỏe cho người dùng. Đấy, thế thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại xem là hiện nay chúng ta đang sống ở trong những bất động sản như thế nào và cái hệ quả của nó để lại là gì, và cái bất động sản wellness thì nó sẽ là như thế nào. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là với hiện tại thì cái môi trường hiện đại của chúng ta trong thành phố thì nhà cửa rất là tiện nghi, đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều những cái đồ điện tử, đồ gia dụng nó thông minh, thậm chí bây giờ lau nhà nó cũng có cái robot lau nhà này, hoặc là chúng ta có TV, chúng ta có iPad, chúng ta có thiết bị thông minh điều khiển, thậm chí là điều khiển rèm, điều khiển các thứ đều qua thiết bị thông minh, đều qua điện thoại hết. Thì nó tạo ra một sự tiện lợi, đúng không? Bởi vì là cái công nghệ hiện nay của chúng ta đang tiến rất là xa trong cái hành trình tiến hóa của con người. Thế nhưng mà nó cũng để lại vô số những hậu quả khác. Ví dụ như là chúng ta đang tạo những cái công nghệ đó vì nó quá là tiện lợi cho nên nó tạo ra một cái lối sống nó ít đi cái sự vận động, những hoạt động thể chất, hay là chúng ta có bị gặp phải những cái thói quen ăn uống nó xấu, rồi là thiếu gần gũi thiên nhiên, rồi là chúng ta ví dụ như những ngày cách ly như thế này thì chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng của cái căn nhà của chúng ta, đúng không? Bây giờ chúng ta đang đối mặt với bốn bức tường, với những ngày giãn cách xã hội như này thì chúng ta mới thấm thía được cái thế nào là chúng ta cần có một khoảng vườn, khoảng sân, hay chúng ta cần có một cái khu vực để nuôi chim, nuôi chóc gì đó, thì chúng ta đang thấy cái việc đó đang rất là quan trọng. Đấy. Thế thì xuống tương lai của bất động sản wellness thì chúng ta sẽ nếu chúng ta có quyền lựa chọn và chúng ta có gọi là tự chủ về tài chính, về thời gian, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được một ngôi nhà mà chúng ta sẽ không phải hối hận, chúng ta sẽ không phải tiếc nuối khi chúng ta ngồi ở nhà làm việc trong những ngày giãn cách như thế này, đúng không? Thế thì cái khi mà chúng ta có được một ngôi nhà, một cái cộng đồng, một cái môi trường sống nó tốt như vậy, nó được môi trường thiên nhiên hỗ trợ như vậy, và cái
những cái cộng đồng hàng xóm xung quanh chúng ta cũng cũng sống, cũng lựa chọn cái vị trí đấy, thì chắc chắn là sẽ có chung một cái lối sống giống nhau. Và như vậy thì chắc chắn là cái việc là cái bất động sản đó nó sẽ quyết định được cái hành vi và cái lối sống hàng ngày của chúng ta như thế nào, đúng không? Hàng ngày chúng ta có thể là gặp những hàng xóm có cùng chung sở thích về thiên nhiên và tập thể dục với nhau thôi chẳng hạn, đã là một tạo thành một cái thói quen, một cái hành vi rất là tốt rồi. Và từ từ dần về đó là nó sẽ quyết định cái sức khỏe của chúng ta. Hàng ngày thì chúng ta sẽ không cảm nhận rõ nhiều, nhưng mà trong một thời gian dài, về đường dài chúng ta sẽ nhận thấy được cái sự rõ rệt kết quả về sức khỏe nó thay đổi rất là nhiều. Thế thì tôi có biết rất nhiều, tôi có nghiên cứu rất nhiều những cái nhân vật nổi tiếng, nhân vật có sức ảnh hưởng ở trên cái giới showbiz, hay là những người nghệ sĩ nổi tiếng mà họ quyết định về quê sống ấy. Thì nếu mà ví dụ như là xem một số người nổi tiếng như ca sĩ Mỹ Linh chẳng hạn, bây giờ gần 50 tuổi rồi nhưng mà nhìn vẫn là trẻ. Đấy, thì chị ấy sống rất là xa Hà Nội, xa khỏi khói bụi. Mặc dù là đi xa nhưng mà dần dần là nó quyết định ảnh hưởng đến cái, thậm chí là cái nhan sắc nữa. Đó. Đấy, thì với những cái lợi ích như thế thì chắc chắn là nó sẽ mang lại được cái giá trị trong bất động sản đấy rồi, trong tương lai, đúng không? Thì đấy là cái định nghĩa một cách rất là đơn giản của tôi không có dùng những nhiều những từ ngữ mà nó hàn lâm quá. Tôi có chỉ đơn giản như vậy thôi để cho các bạn thấy rõ hai cái mặt khác nhau giữa những cái bất động sản chúng ta đang sống và bất động sản chúng ta đang hướng đến, là bất động sản về chăm sóc sức khỏe. Thế thì cái nhu cầu dẫn đến cái bất động sản chăm sóc sức khỏe, nó tôi xin được tổng kết và gói gọn lại, nó nằm ở trong bốn cái thứ sau đây. Thứ nhất đấy là về dịch bệnh. Thì chắc chắn là trong cái thời gian này thì chúng ta đang có nhận thức rất là cao, đặc biệt cao, bởi vì đây là một dịch bệnh toàn cầu. Tôi vừa chia sẻ đấy, chúng ta đang hàng ngày phải giãn cách xã hội và đang sống ở trong bốn bức tường như thế này bởi cái dịch bệnh COVID. Và chúng ta nhận ra cái tầm quan trọng của một cái căn nhà mà có sân, có vườn, có thiên nhiên là quan trọng như thế nào, đúng không? Và hơn hết nữa là chúng ta có một cái không gian trong lành để chúng ta tận hưởng, chúng ta hít bầu không khí trong lành, chúng ta có cái chỗ để chúng ta tập thể dục, tập yoga, yên tĩnh, biệt lập. Thì đấy là cái yếu tố mà dịch bệnh nó đang làm cho chúng ta nhìn thấy rõ được cái mặt này của xin quay lại slide trước. Thứ hai đấy là cái cuộc sống hiện đại, thì tôi đã chia sẻ rồi, đúng không? Chúng ta đang sống ở những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, đương nhiên là chúng ta có những cái lợi ích khi chúng ta nhận được lại từ những cái nơi này. Ví dụ chúng ta nhận được về tài chính, chúng ta nhận được về cái cơ sở vật chất, chúng ta nhận được về dịch vụ. Thế nhưng mà nó cũng mang lại rất nhiều những cái hệ quả. Ví dụ là chúng ta ít vận động hơn, rồi là bầu không khí nó ô nhiễm hơn rất là nhiều. Thì suốt những năm 2019, 2018 thì chúng ta thấy rất nhiều những bài báo, những tổ chức mà đo lường chất lượng không khí ở những cái thành phố lớn của châu Á, thì Hà Nội này, rồi Jakarta này, rồi Bắc Kinh này, rồi Thượng Hải, Thâm Quyến này, rồi Thành phố Hồ Chí Minh này, đều luôn luôn nằm ở trong những cái top, những cái nơi mà có cái bầu không khí và cái bụi mịn cao thuộc dạng nguy hiểm đến sức khỏe. Đấy, thế thì tiện lợi thì có thật, nhưng mà nó lại không mang được lại những cái giá trị về chất lượng sống, cũng như là chất lượng trong chính chúng ta và gia đình chúng ta, cho con cái, cho bố mẹ chúng ta. Rồi tiếp theo đấy là cái nhu cầu bất động sản, thì cái đó là cái thứ ba đấy, cái tư tưởng thế hệ, tức là cái thế hệ chúng ta là thế hệ millennials, và thế hệ tiếp theo năm những cái bạn sinh năm 2000 trở đi gọi là thế hệ gen Z ấy. Đấy, thì dần dần thì bây giờ chúng ta đang là những thế hệ mà chuyển đổi từ các anh chị từ 7x, 8x, 6x, 7x chuyển sang cái thế hệ là millennials. Chúng ta thì dần dần là tôi đang nhận thấy là các anh chị đang tìm hiểu rất kỹ về cái môi trường sống. Khác với cách đây khoảng 10 năm thì chúng ta luôn hướng đến cái việc là chúng ta sẽ tìm mọi cách để chúng ta lên thành phố, chúng ta lập nghiệp, chúng ta kiếm sống, chúng ta lập gia đình, vân vân. Thì cái thời điểm này, tại thời điểm này tôi đọc rất nhiều bài báo mà có rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều gia đình trẻ mà quyết định về những khu vực có nhiều thiên nhiên hơn, về quê sống để mà tận hưởng được cái bầu không khí. Và quan trọng hơn hết đấy là cái thế hệ tiếp theo của họ, tức là cái Gen Z tiếp theo của họ sẽ được hưởng cái bầu không khí trong lành đấy.
tôi đọc báo có rất nhiều bài báo như vậy, và tôi tin là các bạn trong cái quá trình research cái wellness thì các bạn cũng nhận được, cũng có đọc ngoài những bài báo như vậy đúng không? Và cuối cùng đấy là cái xu hướng về du lịch thì nó cũng sẽ tạo ra cái nhu cầu mà bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản chăm sóc sức khỏe. Thì cái về xu hướng du lịch này thì vừa rồi Quyên với Quang chia sẻ rồi, nào là nghỉ hưu, nào là cái khu vực châu Á của chúng ta lại là cái khu vực mà có được cái nền tảng về chăm sóc sức khỏe và wellness rất là bài bản, rất là tốt, đúng không? Thì đây là bốn cái gọi là nguồn cầu mà dẫn đến cái việc là sẽ những cái bất động sản chăm sóc sức khỏe nó sẽ được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đó. Tiếp theo đấy. Rồi thế thì chúng ta cùng xem thêm là những cái lợi ích của bất động sản chăm sóc sức khỏe nó mang lại được cho người dùng là gì. Thứ nhất đấy là cái giảm thiểu tác động của môi trường. Thì các bạn cũng thấy rồi và tôi chia sẻ rồi, đấy là Quyên cũng nói rồi đúng không, ra Phú Quốc là ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn và ngủ rất là sâu, rất là chất lượng. Thế thì mà tôi chia sẻ ngay từ đầu rồi, đó chính là cái mental wellness, tức là khi chúng ta có đủ ngủ giấc này, chúng ta có một cái giấc ngủ chất lượng này, thì chúng ta sẽ có được một tinh thần rất là tốt để chúng ta có đủ năng lượng chúng ta làm việc một ngày nó hiệu quả, đồng thời chúng ta lan tỏa được cái mental wellness đấy với những người xung quanh, đúng không? Thì cái này thì tôi tin là những bạn mà ở Phú Quốc lâu như là Quang hay là Thông thì rất là rõ việc này, và tôi nhận thấy những cái người xung quanh, những cái bạn chuyên viên kinh doanh ở xung quanh Thông cũng rất là có được cái tinh thần mà Thông đã lan tỏa. Thì đấy là cái lợi ích mà khi chúng ta sống ở trong một cái môi trường mà nó tốt như vậy. Thứ hai đấy là cái thay đổi hành vi, thay đổi thói quen xấu. Thì như là khi chúng ta có đủ không gian thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến những cái hoạt động nó có hành vi tốt hơn, ví dụ như tập thể dục, tập yoga, đọc sách vân vân, đúng không? Đấy là những cái hành động mà ví dụ như ở Hà Nội thì chúng ta sẽ phải đến những cái thư viện này, hay là chúng ta sẽ phải đến những quán cà phê để chúng ta ngồi đọc sách chẳng hạn. Thì tôi thấy là cái phong trào đọc sách ở các cái quán cà phê như là hay là làm việc nữa, ở Trung Nguyên này, ở Trung Nguyên Legend hay là cái thứ thì cũng phổ biến. Tôi không chê trách cái vấn đề này là xấu, nhưng mà đối với bất động sản chúng ta đang sống, chúng ta đang không có những không gian như vậy. Đó, mà chúng ta phải tìm kiếm một cái không gian khác để chúng ta thực hiện cái hành vi đó. Đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta có một cái bất động sản wellness mà chúng ta làm được những cái hành vi tốt như vậy và chúng ta duy trì cái việc đấy thì chắc chắn là đây là một cái lợi ích rất rất lớn của bất động sản wellness rồi. Rồi tiếp theo đấy là cái tính gắn kết cái cộng đồng, đúng không? Thì như tôi đã chia sẻ là khi mà chúng ta lựa chọn như thế thì chắc chắn là những cái người hàng xóm chúng ta sẽ có cùng chung một cái hướng đi với chúng ta, một cái tư tưởng của chúng ta là sẽ lựa chọn những cái vị trí như thế để chúng ta sinh sống. Thì với những người như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm được cái suy nghĩ chung, cái sở thích chung để chúng ta có một cuộc sống nó tốt hơn, nó ý nghĩa hơn và nó vui vẻ, hạnh phúc hơn. Và cuối cùng thì chắc chắn rồi là cái lợi ích bất động sản wellness là gia tăng sức khỏe. Thì ăn uống lành mạnh hơn này, rồi hành vi tốt hơn này, happy hơn, tức là có đầy đủ cả mental wellness, chúng ta có cả spiritual wellness, chúng ta có cả physical wellness, nói chung có 6 cái wellness thì chúng ta chắc chắn là sẽ có sức khỏe rồi. Có sức khỏe, có hạnh phúc, có tất cả, đúng không? Đó. Thế thì đấy là lợi ích này, đấy là cái nguồn cầu, tức là cái nhu cầu phát sinh bất động sản wellness nó đến từ đâu này, rồi bất động sản wellness là gì này. Đấy, thì tiếp thêm một chút nữa đấy là cái sức khỏe, gia tăng sức khỏe thì hiện nay theo như các báo cáo mà tôi thấy các bạn có nghiên cứu rồi về cái tiềm năng gia tăng về wellness tourism của châu Á Thái Bình Dương thì trong năm từ 2017 đến năm 2022 thì là có cái tốc độ phát triển rất mạnh mẽ. Tức là tốc độ khoảng tầm 60% một năm thì phải, tôi nhớ mang máng thế. Bởi vì cái khu vực châu Á Thái Bình Dương của mình ấy, thì nó có cái nền tảng về chăm sóc sức khỏe rất là tốt. Nền tảng ở đây là những liên quan đến spiritual, là tâm linh và tinh thần nó rất nổi tiếng, ví dụ như là yoga của yoga và thiền của Ấn Độ này, rồi các cái khóa tu hành này ở Việt Nam chúng ta cũng có, rồi những cái nền tảng về chăm sóc sức khỏe, các cái nền y học về phương Đông ấy, ví dụ như là dùng thuốc Bắc thuốc Nam này, tức là những cái nguyên liệu mà nó thuần túy là lấy từ thiên nhiên này, rồi châm cứu là cũng của Đông Á chúng ta này, thì đấy là cái nền tảng mà hết sức vững chắc
để mà chúng ta phát triển cái wellness tourism. Đấy, thế rồi là những cái spiritual, tức là phần lớn những cái tôn giáo và những cái đạo giáo nổi tiếng trên thế giới và có cái độ phổ biến ấy, thì phần lớn là cũng đến từ khu vực châu Á của chúng ta, như là đạo Phật, đạo Hồi rồi vân vân. Đó, thì đều là chúng ta đều châu Á Thái Bình Dương là có cái lợi thế rất là mạnh. Chính vì thế mà chúng ta dự kiến dự báo thì tôi đã nói rồi là 2022 chúng ta sẽ chiếm khoảng 30% tổng cái giá trị du lịch wellness toàn cầu. Thì cái nền tảng của chúng ta đạt được cái đó là cái nền tảng về y học, về văn hóa của châu Á chúng ta rất là tốt. Thế còn cuối cùng để nói về tiềm năng thì tôi xin được thống kê lại một vài những cái con số mà tôi có research lại được ở trên các cái trang báo cáo của Mỹ. Thì tại thời điểm năm 2000 ấy, thì chỉ có khoảng tầm hơn 20 dự án bất động sản wellness trên toàn cầu. Tại thời điểm đó thì phần lớn là những cái bất động sản về du lịch nghỉ dưỡng, đúng không ạ? Và các bất động sản về nhà ở. Thế còn là đến thời điểm này, đến thời điểm 2019-2020 thì cái số lượng dự án mà liên quan đến bất động sản wellness trên toàn cầu nó đạt đến khoảng 740 cái dự án, 740 dự án ở khoảng tầm 34 quốc gia, và phần lớn nó nằm ở châu Á. Đó. Thế cho nên là chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy là trong thời gian tới khi mà cái wellness tourism được quan tâm nhiều hơn ấy, rồi các cái tập đoàn chuyên cung cấp các cái dịch vụ này đến Việt Nam nhiều hơn ấy, thì những cái dự án này sẽ mọc lên rất là nhiều. Và xin lưu ý rằng là không phải là mọc lên nhiều là ở đâu tốt, mà chúng ta đã nhìn thấy rồi, chúng ta cần phải xem là cái môi trường này nó có tốt không, cái thiên nhiên có tốt không, cái bầu không khí có tốt không. Rồi như các anh chị thấy rồi, 39 tiêu chí đấy, không phải nơi nào cũng là đạt được đủ 39 tiêu chí đấy để mà nó tốt bình chọn thế giới. Thế thì và thêm một cái báo cáo nữa, đấy là thông thường thì những cái bất động sản wellness thì luôn có cái giá trị thì lớn hơn khoảng tầm từ 10-25% so với những bất động sản thông thường, đúng không? Bởi vì là vừa mang lại lợi nhuận này, vừa mang lại lợi ích này, vừa còn là nơi lưu trú này, nơi ở này, thì nó còn là mang lại sức khỏe nữa, thì chắc chắn là nó sẽ có cái giá trị gia tăng cao hơn những bất động sản khác rồi, chắc rồi, đúng không? Tiếp theo đấy nữa là gần đây ấy, thì cái báo cáo của American Life về các hộ gia đình Mỹ có thu nhập cao, tức là 7-75.000 đô một năm, sẽ có cái mức độ quan tâm nhiều hơn đến cái cộng đồng hay là các cái bất động sản chăm sóc sức khỏe khoảng 25% so với những nhóm khách hàng khác. Tức là cái giới nhà giàu và cái xu hướng của giới nhà giàu ấy, họ quan tâm nhiều đến những sản phẩm như thế này hơn. Thì trên đây là một vài những chia sẻ của tôi về bất động sản wellness. Hy vọng là các bạn đã nắm được rõ hơn cái lĩnh vực này. Cảm ơn anh Long về những cái chia sẻ về bất động sản wellness. Thì mọi người cũng nhận thấy là chúng ta hình dung được là sức khỏe là điều mà hầu hết ai cũng quan tâm và đặt lên hàng đầu. Như vậy thì khi mà thu nhập ngày càng cao thì người ta, cái ngân sách người ta chi tiêu cho những các vấn đề liên quan đến bảo vệ sức khỏe ngày càng gia tăng, và người ta chi tiêu để mà tận hưởng một cái cuộc sống khỏe mạnh trong một bầu không khí trong lành ngày càng được tăng lên. Và chúng ta cũng thấy được có rất là nhiều cái hình thái để mà phát triển loại hình wellness này, về tâm linh, về sức khỏe cảm xúc, về sức khỏe trí tuệ, về vận động thể chất, vân vân. Và như vậy thì mọi người đang nhận định châu Á sẽ là nơi mà nở rộ cái kỷ nguyên về wellness với rất là nhiều cái nền tảng về khí hậu, nền tảng về thiên nhiên trù phú, nền tảng về những cái gọi là những cái bản sắc văn hóa rất là đậm chất mà chúng ta có thể chắt lọc lựa chọn. Thì như vậy thì khi mà đã có nhu cầu rồi thì chắc chắn là người ta sẽ cần đến những cái bất động sản theo cái xu hướng này để họ vừa lưu trú, vừa sử dụng, vừa nghỉ dưỡng, vừa chăm sóc sức khỏe. Thì như vậy, để mà một cái bất động sản đúng chuẩn bất động sản wellness thì sẽ có vừa là những cái dịch vụ về wellness và vừa là những cái giá trị của môi trường xung quanh cái bất động sản đó, nó đúng chuẩn sinh thái, nó có gần gũi với thiên nhiên, có khí hậu trong lành, nuôi dưỡng được cái sức khỏe tinh thần của mình, giàu oxy hay là nắng ấm. Và những cái điều đó là những cái điều mà cái nền tảng đó không phải là nhân tạo được đâu chị. Anh chị không thể nào gọi là thay đổi, bơm oxy ra ngoài không khí để có một bầu không khí trong lành được. Không phải. Cái đó là những cái giá trị tự nhiên, cái nền tảng thiên nhiên mà
hàng trăm hàng nghìn năm và mình gìn giữ được, giống như ở Phú Quốc người ta mới gọi đó là một cái viên ngọc quý, để mà gìn giữ lại được những cái giá trị tốt cho thiên nhiên, những cái nền tảng tốt để mà làm ra những cái loại hình bất động sản chăm sóc sức khỏe ngày càng phù hợp với xu hướng, với cái nhu cầu của người dân trên toàn cầu. Và đối với cái phần tiếp theo thì tôi rất muốn là những anh chị đang ở tại Phú Quốc sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình về cái sự phù hợp của cái xu hướng wellness này tại Phú Quốc mà đặc biệt hơn là tại Bãi Kem. Thì như vậy thì trước hết là tôi muốn lắng nghe cái sẽ là hai người, ít nhất là hai người. Đầu tiên sẽ mời Quang và sau đó sẽ mời Thông. Và nếu mà còn anh chị nào đang thực sự đang ở Phú Quốc trong cái thời điểm này, anh chị có muốn những cái chia sẻ của các anh chị đến với mọi người thì anh chị hãy comment vào trong cái room chat, thì tôi sẽ lần lượt mời các anh chị sẽ có những cái chia sẻ thực sự là trải nghiệm của bản thân về cái cảm nhận về cái cuộc sống hiện tại đang ở Phú Quốc, đang ở Bãi Kem, đang ở Nam Đảo, để cho chúng ta hiểu được là nó tốt cho sức khỏe và chúng ta cảm nhận được cái sức khỏe của mình như thế nào khi mà đến sống tại Phú Quốc. Thì trước hết là xin mời Quang. Có vẻ như là Quang thì rồi, xin cảm ơn chị Quyên ha. Thì sau có những phân tích mà chúng ta thấy được về cái dòng bất động sản wellness này á, thì không chỉ riêng mình tôi mà tôi tin rằng tất cả anh em chúng ta đang ở đây đều thấy được Phú Quốc hoàn toàn thích hợp và có đầy đủ những cái điều kiện để mà phát triển xu hướng này trong cái thời gian tới đây, bởi một trong những cái lý do sau. Thứ nhất á, là hiện nay những cái người giàu hiện đang có xu hướng đầu tư về sức khỏe và hưu trí cao hơn rất là nhiều. Và đây cũng là một trong những cái biểu tượng mới cho cái sự xa xỉ và thước đo cho cái xu hướng đó. Rồi anh chị tiếp tục nghe rõ ha. Cái thứ hai mà tôi muốn chia sẻ cái lý do tại sao cái xu hướng này nó phát triển ở Phú Quốc á, là các bạn biết đó là Phú Quốc đã là một trong top 15 hòn đảo tốt nhất thế giới để mà nghỉ hưu rồi. Thì rõ ràng với những cái điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi như thế, thì bao gồm là khí hậu của chúng ta rất là trong lành, nắng ấm quanh năm với những cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, thì chúng ta có được những cái rừng già xanh thẳm hay những cái biển trời lam ngọc, nó rất là phù hợp cho cái xu hướng wellness này. Và cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ tới các bạn ở đây, như các bạn thấy trên màn hình thì rõ ràng Phú Quốc của chúng ta gần như là đang sở hữu những cái bãi biển đẹp nhất trên thế giới, đặc biệt trong đó phải kể đến đó chính là bãi Kem của chúng ta tại khu vực Nam Phú Quốc. Bãi Kem là top 150 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Và ở đây bãi Kem đó đang đầy đủ những cái dịch vụ, những cái hệ sinh thái mà tập đoàn Sun Group đã phát triển trong cái quần thể tại khu vực bờ đông, tại khu vực bờ đông của chúng ta. Thì tại khu vực bờ đông thì trong đó có bãi Kem, và bãi Kem được định hình là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp với những cái dịch vụ chất lượng về quốc tế, và cái những mảng ghép về cái du lịch của những cái thương hiệu lớn như là Marriott hay là Accor hay là mới đây nhất là New World. Thì điều này nó sẽ giúp cho những khu vực xung quanh đó nó phát triển nên một cái bất động sản wellness cao cấp để mà khẳng định được cái vị thế riêng của mỗi gia chủ của chúng ta. Đó là cái điều mà mình muốn phân tích cũng như là chia sẻ với tất cả các bạn ở đây. Và một điều mà mình muốn nói tóm lại, thứ nhất là tôi rất là may mắn khi mà đang có mặt tại Phú Quốc, cũng như là cảm nhận được cái nhịp sống rất là sôi động, cũng như là cái không khí trong lành tại môi trường Phú Quốc, đặc biệt là tại khu vực Bãi Kem. Từ đó chúng ta có thể thấy được rằng đây chính là những điều tốt đẹp không chỉ thiên nhiên ban tặng cho môi trường sống của chúng ta, mà đó chính là cái sự vun đắp và phát triển của con người chúng ta để tạo nên cái sự dung hòa mọi thứ. Đó là những điều mà mình chia sẻ, và mình tin rằng Phú Quốc và đặc biệt là tại khu vực Bãi Kem của chúng ta nó sẽ thịnh hành và nó phát triển lên một xu hướng mới, và sẽ là nơi mà để cho tất cả những du khách đón nhận được cái xu hướng này. Xin cảm ơn tất cả các bạn, và mời anh Thông hoặc là những anh chị nào có cái chia sẻ cảm nhận thực tế về cái khu vực Bãi Kem thì mình có thể trực tiếp để mà thấy được cái sự phát triển tại khu vực này ạ. Mời Thông. Rồi, cả nhà nghe được đúng không? Nghe rõ Thông ơi. Mình giới thiệu okay. Quang Lý là Thông là một người rất là yêu Phú Quốc và đã chuyển hẳn ra Phú Quốc cùng gia đình. Cụ thể là Thông chuyển hẳn ra cùng vợ Thông ở tại Phú Quốc sinh sống và làm việc và gắn bó với Phú Quốc. Thì xin mời Thông giới thiệu một chút về cuộc sống ở Phú Quốc và chia sẻ những cảm nghĩ của Thông nha. Ok, cảm ơn Quyên.
Đầu tiên thì em xin chào anh Long, chào Quyên, chào Quang, rồi chào các anh chị chủ đầu tư cũng như là các anh chị em đồng nghiệp, các đại lý. Bản thân mình thì cũng có một cái cơ duyên năm 2016 thì đến với mảnh đất Phú Quốc, và hiện tại thì mình cũng đã sống ở Phú Quốc được hơn 4 năm. Bây giờ thì mình cũng có gia đình, mình thì cũng di chuyển và cũng đang sống ở Phú Quốc. Cái lý do mà khiến mình gắn bó với mảnh đất Phú Quốc này và mong muốn là sống cũng như là định cư lâu dài ở đây thì cũng rất là đúng với này cái chủ đề mà hôm nay chia sẻ, đó là về sức khỏe. Thực ra thì khi mà mình vào Phú Quốc thì ở đây thì chắc chắn rằng có rất là nhiều anh em đồng nghiệp, những người bạn ở những đại lý khác thì cũng đang sinh sống và cũng đang làm việc trực tiếp ở trong Phú Quốc, thì anh em cũng sẽ có những cái cảm nhận của mỗi người về cái mảnh đất này. Tuy nhiên thì cái góc nhìn của cá nhân mình ấy thì xin chia sẻ với mọi người ở ba cái khía cạnh mà mình cảm nhận được rất rõ ở Phú Quốc. Cũng giới thiệu thêm với mọi người thì mình cũng là quê thì ở Nam Định, nhà mình thì cũng là người dân biển, cũng gần biển. Nhưng mà thực sự là khi mà mình đến với bãi biển của Phú Quốc thì mình thấy rất là bất ngờ, bởi vì là trước ngày cứ nghĩ rằng là những cái đó mình chỉ nhìn thấy ở trên TV thôi. Tuy nhiên thì vào đến Phú Quốc thì thấy thực sự là rất đẹp, đặc biệt là bãi Kem. Lần đầu tiên mà mình tắm biển ở bãi Kem cho mình cái sự bất ngờ rất là lớn, nó khác hoàn toàn so với cái bãi biển Quất Lâm ở khu vực quê mình. À, thì chia sẻ với mọi người về ba cái yếu tố mà mình thấy rất là ấn tượng ở Phú Quốc. Cái điểm đầu tiên ấy thì mình thấy đó là cái môi trường sống. Đây là cái yếu tố mà mình thấy cực kỳ quan trọng. Và khi mà mình vào đây thì mình thấy được rằng đến với Phú Quốc mình thấy có rừng, có biển, có không khí trong lành. Thời tiết thì khác hoàn toàn so với miền Bắc, không bị ô nhiễm và khí bụi. Thì đây là cái yếu tố đầu tiên và mình cho rằng cái quan trọng mà làm cho mình đã gắn bó với cái mảnh đất này. Thì đấy chính là về những cái yếu tố tự nhiên, và đúng như cái cách mà Quyên hay là Quang hay anh Long vừa chia sẻ thì gọi là trời phú đấy, tức là ban cho Phú Quốc một cái gọi là đặc quyền, cái đặc ân riêng rất là đặc biệt. Cái thứ hai mà mình thấy khi mà mình sống ở Phú Quốc, mình thấy rất là ấn tượng, đó là ở trong Phú Quốc thì có cái cộng đồng về dân cư, tức là cái cộng đồng sống này ấy, mình cảm thấy là nó một cái cộng đồng mình cảm thấy nó rất là thân thiện. Tức là từ cái cách cái văn hóa sống cho tới giao tiếp, cho đến việc là giúp đỡ, chia sẻ, rồi trong các cái vấn đề cuộc sống cái thì mình cảm thấy rằng ở đây rất là thuận lợi, mọi người giúp đỡ nhau rồi hỗ trợ nhau. Và thậm chí là mình có chia sẻ với lại các bạn ở bên mình ấy là chưa bao giờ đến đâu mà mình cảm thấy rằng cái việc là vào nhà một cái người dân ở Phú Quốc nó lại dễ dàng đến như vậy. Có nghĩa là cửa thì lúc nào cũng mở sẵn và cảm thấy nó rất là yên tâm, rất là thoải mái. Thì đấy là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa mà đặc biệt trong cái thời điểm dịch này mình cảm nhận thấy được rất là rõ, đó chính là cái vấn đề liên quan đến an toàn. Thực sự là trong cái giai đoạn vừa rồi thì cũng rất nhiều anh em bạn bè cũng gọi điện hỏi thăm các cái này kia, và cũng chia sẻ với mình là rất là may mắn là cậu được sống ở Phú Quốc ở thời điểm này. Chứ thực sự ở thời điểm này ở Sài Gòn hay ở Hà Nội hay là một số những cái khu vực thì cực kỳ khó khăn và khao khát cái việc là được đi, được di chuyển, được gặp gỡ, rồi sống một cái cuộc sống kiểu như thế. Thì đấy là một số những cái mà mình cảm nhận được rất là rõ. Và một cái điều cuối cùng nữa đó là thực sự là khi mà biết tập đoàn Sun Group triển khai cái dòng sản phẩm bất động sản Wellness này thì mình cũng tìm hiểu và mình cũng xem các cái báo cáo rồi các cái thông tin, thì mình tin chắc chắn rằng đúng với cái mà anh Long hay là Quyên hay Quang chia sẻ thì thực sự nó sẽ là một xu hướng và sẽ thu hút rất nhiều người, từ tri thức cho tới những người lao động có chất lượng cao, rồi các chuyên gia, rồi những người khác nữa về với Phú Quốc và sinh sống và chọn đây là một trong những nơi không phải chỉ là đầu tư nữa mà sẽ là nơi sống và đưa cho gia đình mình cái cuộc sống nó tốt hơn, một cái môi trường nó tốt hơn. Thì chia sẻ một số những cái điểm như thế thôi, còn này để cho những anh chị em khác nữa. Xin được cảm ơn Quyên. Cảm ơn Hồng. Anh chị thấy, tức là khi mà mình thực sự mình ở nơi khác, mình dịch chuyển tới Phú Quốc thì mình cảm nhận được một cái sự thay đổi rất là rõ rệt trong cái chất lượng môi trường sống,
Quyên muốn mời một người nữa, cũng là một người anh mà đã dịch chuyển ra Phú Quốc và anh ở một sinh ra và lớn lên ở cái khu vực miền Nam, không có khác biệt nhiều về cái nhiệt độ và cái khí hậu, nhưng mà anh cảm nhận về Phú Quốc ở một cái góc nhìn khác mà anh đã lựa chọn và gắn bó Phú Quốc rất là lâu rồi. Thì em xin mời anh Tuấn BQR, anh sẽ chia sẻ thêm về cái cảm nhận và cái tình cảm của mình đối với cái cuộc sống ở Phú Quốc. Mời anh. Cảm ơn Quyên. Xin chào Quyên, xin chào Long, xin chào Quang, xin chào tất cả những anh chị em đang hoạt động và kinh doanh tại thị trường Phú Quốc. Mình là Tuấn, Lê Minh Tuấn, đang làm việc tại công ty BayQR với lại vai trò là phát triển đại lý và đào tạo. Thì như Quyên nói thì cái cảm nhận của mình về Phú Quốc á, do là cũng một cái cơ duyên, một từ cái công việc đầu tiên, lần đầu tiên đến với một cái dự án đầu tiên ở Phú Quốc là dự án Success Senato. Thì mình chỉ biết về bãi trường thôi. Thì khi đó là năm 2012. Thì khi đến Phú Quốc xong rồi sau một số cái chương trình đi team building rồi đi trải nghiệm, thì cũng có may mắn là đến tắm biển tại cái biển Bãi Khem từ cái thời điểm mà năm 2014 á. Thì cái cảm xúc đầu tiên của mình á, là biển nó rất là trong. Và một cái hệ sinh thái nó rất là khó tả. Tại hầu như là đi tắm biển ở nhiều nơi như Phan Thiết, Nha Trang hoặc là ở Vũng Tàu, thì khi mà đến Phú Quốc á, là mà mình cảm thấy là một cái sự trong lành tuyệt đối. Và quan trọng nhất là cái cảm giác lúc mà mình ra khỏi cái cánh cửa máy bay á, thì cái cảm giác wellness đầu tiên á, nó là cái luồng không khí. Cho đến bây giờ hầu như là tất cả những cái lần mà mình đi về Sài Gòn hoặc đi công tác ở nơi khác, khi mà quay về lại Phú Quốc thì mình vẫn thích cái cảm giác là bước ra khỏi cánh cửa máy bay và mình hít một hơi thật là sâu, thì nó cho mình một cái cảm giác rất là thông suốt, giống như là lấy lại năng lượng. Thì cái lúc mà đi ra tắm biển ở Bãi Khem á, lúc mà cái thời điểm mà nó còn hoang sơ á, còn hầu như là chưa có làm dự án ở đó, thì hầu như là mình có thể đi ra những cái rặng đá mà mình có thể dùng tay của mình để mà mình có thể bắt được những cái con nhum biển lên, và cái bãi cát rất là trắng tinh, và chưa kể là có những cái câu chuyện liên quan đến lịch sử, ví dụ như là chiến tiên nó cũng liên quan ở tại Bãi Khem. Từ những cái cảm giác đó, những cảm xúc đó, thì đến năm 2015 thì mình quyết định là mình ở lại Phú Quốc cho đến nay, và hoạt động chuyên về ngành bất động sản nghỉ dưỡng. Và hầu như là Phú Quốc là giống như là một quê hương thứ hai. Hầu như là toàn thời gian của mình hiện tại bây giờ là mình đã tại Phú Quốc. Và mỗi khi mà đi về Sài Gòn hoặc là đi Hà Nội hoặc đi những cái vùng đất khác để mà công tác, thì hầu như là mình rất mong muốn để quay về Phú Quốc nhanh nhất có thể. Tại vì ở Phú Quốc nó sẽ mang lại cái yếu tố về sức khỏe. Mình cảm thấy là cơ bản mình là một người bị hẹp quanh mũi, rất là khó thở ở những cái vùng đất mà có quá đông người. Thì khi về Phú Quốc thì không cần phải sử dụng một viên thuốc nào hết, thì mình cảm thấy là rất là khỏe. Cái thứ hai nữa là mình là thích đi du lịch, thì cho nên là khi mà đến Phú Quốc làm việc thì cảm giác như mỗi ngày làm việc của mình giống như là mỗi ngày đi du lịch vậy đó, rất là thoải mái. Và thứ ba là hầu như là mình sẽ có được cái cơ hội trực tiếp cảm nhận cái sự thay đổi của Phú Quốc mỗi ngày, những cái công trình xây dựng, những cái sự thay đổi mình đều cập nhật được sớm nhất để mang đến những cái thông tin tốt nhất cho khách hàng của mình. Đó là lý do tại sao mà mình quyết định ở lại Phú Quốc, và đến năm nay là năm thứ sáu rồi. Cảm ơn Quyên đã cho anh cái cơ hội để nói lên cái cảm nhận của anh, tại vì thời gian nó cũng không có nhiều, cho nên là anh chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn Quyên. Em mời anh Long, anh Linh Gia Long, một người gắn bó với Phú Quốc từ ngày Phú Quốc chưa có một công trình nào hết của Sun Group. Phải chia sẻ lại câu chuyện cũng giống như là anh Tuấn ấy, tức là cái thời điểm mà 2015 mà trước khi mà đến Phú Quốc ấy, thì chưa từng đặt chân đến đây này bao giờ, và cũng không nghĩ ở Việt Nam có một cái bãi biển mà nó đẹp đến như vậy. Thì trước đấy cái thời điểm mà sống ở bên nước ngoài ấy, thì một năm phải đi đến hơn 10 lần Phuket, đi rất nhiều và rất thích.
Và gần như là sang Phuket thì cũng không có ở trong Patong nhiều mà đi ra cái đảo ở ngoài ấy, để mà tận hưởng được cái bầu không khí cũng như là cái làn nước trong xanh và hòn đảo hoang sơ không ai ở, có một hai gia đình thì tôi rất là thích. Thế thì không nghĩ Việt Nam mình có, nhưng mà cái thời điểm đấy cứ nghĩ là về Việt Nam rồi mình không có cơ hội để đi sang bên Phuket nhiều nữa vì không có chuyến bay thẳng. Đến tận bây giờ vẫn chưa có chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Phuket mà vẫn phải bay qua Bangkok. Đấy, thế thì nhưng mà cái ngày thứ hai khi mà đặt chân đến Phú Quốc là đi ra Mũng Đội và bãi Kem để xem dự án. Tôi ấy chưa xây gì thì rất là wow, rất là không được tin nổi là đây là một cái bãi biển của Việt Nam. Thì đấy là những ấn tượng đầu tiên. Ngoài ra là ấn tượng thứ hai đấy là về bầu không khí nữa, thì cũng giống như anh Tuấn luôn, đấy là đầu tiên là mình bay xuống Phú Quốc, đáp sân bay xuống Phú Quốc mình không có cảm nhận rõ nét được về cái bầu không khí, mà cái bầu không mình cảm nhận rõ nét nhất đấy là cái lúc mà bay về Hà Nội. Đó, thì mình đang hít thở cái bầu không khí Phú Quốc quen rồi. Thế khoảng 2 tháng sau thì lúc mà bay ra Hà Nội và lúc mà đi ra khỏi cái cánh cửa máy bay thì mình mới cảm nhận rõ nét được cái sự khác biệt trong cái bầu không khí và cái môi trường thiên nhiên giữa hai nơi nó khác biệt nhau đến mức như thế nào. Thì thế thì từ lúc đấy đến bây giờ là không biết là tình yêu với Phú Quốc nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng mà bây giờ là chắc chắn là tương lai sẽ ra Phú Quốc sống, và trong đầu mình bây giờ là chỉ Phú Quốc thôi, không có nơi nào khác nữa. Đấy, thì gần như là chắc là có chung cảm nhận với anh Tuấn, nhưng là mới quyết định là sẽ ra Phú Quốc sống. Thêm một cái nữa thông chia sẻ nữa, đấy là về cộng đồng nữa, thì tuyệt vời là ra Phú Quốc sống thôi. Có mấy cái chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh Long. Và mọi người biết không, là mình ở nơi khác đó, thì mình tới Phú Quốc mình sẽ có những cái góc nhìn nó rất là mình có cái gọi là có cái điểm tham chiếu từ cái nơi mình đang sống so với Phú Quốc. Còn rất là nhiều khách hàng của mình họ vẫn đang đầu tư vào Phú Quốc dựa trên những cái thông tin trên góc độ đầu tư thôi, tức là nhìn qua hình ảnh, qua website, qua phóng sự, qua bản tin, chứ họ chưa thực sự là có một cái sự cảm nhận trở lại Phú Quốc trong những cái thời điểm gần đây. Do đó nên là sau cái giai đoạn giãn cách do đại dịch hay là những cái lo âu rất là lo lắng về cái môi trường sống xung quanh, thì khi họ trở lại Phú Quốc mình nghĩ, mình tin chắc là họ sẽ rất là trân trọng những cái giá trị tuyệt vời của cái môi trường sống ở Phú Quốc. Và thật sự lúc này cái đó là chính là cái chân giá trị để mà họ mua những cái tài sản thật sự đáng giá ở Phú Quốc, mua đó để mà giữ tài sản, mua đó để đầu tư, mua đó để sử dụng cho riêng mình, cho chính gia đình mình, là một cái món quà sức khỏe. Bởi vì nó không phải là cái tài sản không, mà nó thật sự nó có cái công dụng, nó có cái chức năng, nó có sự thật sự hữu ích với sức khỏe. Và nếu mà nói là người ở nơi khác tới yêu Phú Quốc đã đầm, nhưng mà mình muốn mời mọi người lắng nghe cái chia sẻ của một người sinh ra và lớn lên ở Phú Quốc và bây giờ cũng đang gắn bó với những cái dòng sản phẩm bất động sản dẫn đầu xu hướng ở Phú Quốc. Thì mình xin mời Kim Nhạn, bạn là một người ở Phú Quốc, còn sinh ra lớn là ở Phú Quốc luôn, thì bạn sẽ có những cái chia sẻ, cái góc nhìn của một người thực sự ở Phú Quốc, thấy cái sự thay đổi của Phú Quốc trong những cái thời gian gần đây. Xin mời Nhạn. Em chắc em chưa mở mic đó Nhạn ơi. Chào chị Quyên, anh Long, chào tất cả mọi người. Mọi người có nghe được em nói không ạ? Tại bên mạng bên em nó đang hơi bị yếu. Ok, nghe được rồi em. Dạ. Mạng bên em hơi yếu một xíu. Tiền nó không được ổn cho lắm. Mọi người nghe được rồi nhạc, mời em. Dạ. Cũng như chị Quyên chia sẻ từ nãy giờ thì với cũng đồng cảm với tất cả anh em, thì riêng bản thân em thì cũng được may mắn khi mà được lớn lên ở cái vùng đất gọi là vùng đất vàng của những cái không khí thiên nhiên. Thì riêng em thì khi mà phải nói là đến với cái thời điểm hiện tại thì khi đi đâu thì nói chung luôn có một cái sự gọi là nhớ nhung Phú Quốc rất là nhiều. Vì mỗi lần mà khi mà em đi công tác hay là đi bất cứ nơi đâu, đi Sài Gòn hay đi Hà Nội hay đi các nơi,
thì cảm giác như là đi tới một nơi nó xa lạ mà không khí nó lại không được trong lành như ở Phú Quốc. Mà cũng giống như anh Tuấn khi nãy chia sẻ, em thì là cũng là một cái người mà bị xoang, bị đặc biệt là bị xoang từ nhỏ. Để mà đi ra một cái nơi không khí mà nóng quá thì lại không chịu được, mà lạnh quá cũng cũng vậy. Thì khi mà về lại một cái Phú Quốc thì em cảm giác như là nó tuyệt vời lắm. Mà khi cứ cứ mỗi lần mà đi đâu về là em thường có một cái xu hướng là cứ phải xách xe chạy một vòng, chạy có hôm chạy một vòng từ Nam đảo tới Bắc đảo, đi chạy xe máy đi như vậy để mà cảm nhận, thì cảm giác nó rất là thích và rất là tuyệt vời. Thì em với cái, khi mà nghe cái dòng sản phẩm, cái xu hướng wellness này ra đời thì em cảm thấy rất là wow, Phú Quốc mình thì phải cần những cái sản phẩm như thế này thì nó mới mới miêu tả được và nó mới bộc lộ được hết cái tiềm năng của Phú Quốc. Vì nó chủ yếu như Phú Quốc mình, tất cả anh em là bất động sản cũng tìm hiểu, thì nơi đây cũng là một cái vùng đất mà chiếm tỷ lệ rừng rất là nhiều. Thì hầu hết là ở đây thì nó có đáp ứng đầy đủ các điều kiện về môi trường sống, về tất cả các xu hướng để mà đáp ứng cho một cái wellness. Mà khi mà ban đầu em chưa hình dung ra cái xu hướng này cho lắm, thì khi em trò chuyện với vài khách hàng thì khi mà khách hàng họ họ nghe về cái xu hướng này thì họ mới thấy đúng, Sunroof này có một cái tầm nhìn rất là chuẩn. Vì cả như cô chú hay anh chị bây giờ nhu cầu mà để tìm một cái không khí trong lành, một cái nơi mà như Phú Quốc để mà làm một cái ngôi nhà thứ hai thì rất là thích. Và đặc biệt thì khi khách tới nhà em ở ngoài Phú Quốc cái này họ cũng rất là thích. Ông cứ kêu là để mà ngoài này mà có một cái ngôi nhà ở như vậy thì phải nói là rất là tuyệt vời. Và đặc biệt thêm nữa là cũng về không khí, về thời tiết và về thêm về con người nữa. Thì hầu như em thường nghe ở khách ở phương xa tới Phú Quốc thì họ đều khen đúng một câu là người người Phú Quốc hoặc là dân Phú Quốc rất là thân thiện. Và không chỉ những nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện luôn thì họ cũng rất là thích. Thì không biết bộc lộ hết như thế nào về về cái Phú Quốc nữa, nhưng mà em nghĩ là mọi người cũng cảm nhận được rất là nhiều. Em nghĩ là cái xu hướng này sắp tới sẽ được rất là nhiều khách hàng quan tâm, và em nghĩ, em cũng tin rằng là người Phú Quốc họ cũng sẽ rất là thích cái xu hướng này. Dạ, em cảm ơn chị Viên và cảm ơn tất cả mọi người. Em nhường thời gian lại cho một anh chị nào chia sẻ. Rồi, cảm ơn Nhạn. Mọi người thấy là rõ ràng là chúng ta phát triển những cái sản phẩm du lịch để mà phô bày cái vẻ đẹp của Phú Quốc. Thì giờ đây khi mà chúng ta phát triển cái dòng sản phẩm wellness để mà khách hàng nhìn sâu vào cái giá trị của hòn đảo Ngọc này để nhìn thấy nó tốt cho sức khỏe, thì cái đó chính là cái điều mà khách hàng họ nhận ra là đây đúng thực sự quả là một cái xu hướng vừa dẫn dắt mà nó vừa rất là phù hợp với cái nhu cầu của toàn cầu luôn. Cho nên là cái dòng sản phẩm này khi mà vừa nói tới wellness tại Phú Quốc thì những cái nhà đầu tư sành sỏi, những cái khách hàng của mình, đặc biệt khách hàng càng càng có nhiều năm trên thị trường, càng trải qua nhiều môi trường sống, càng trải qua nhiều cái trải nghiệm ở những nơi khác nhau, là họ nhận định đây chắc chắn là một cái xu hướng sẽ mang cái tiếng vang lớn ở trên thị trường và dẫn dắt cái xu hướng làm thay đổi, làm dịch chuyển luôn cả những cái sản phẩm trong tương lai tại Phú Quốc. Thì chia sẻ của Nhạn cũng cho thấy là rõ ràng khách hàng thực sự khi họ nghe tới là họ đã cảm thấy đây là một cái hướng đi rất là có chiến lược, đi đúng vào cái giá trị cốt lõi của Phú Quốc. Thì nãy giờ mình mời được hai hai bạn nam nha, một bạn nữ, và mời thêm một bạn nữ nữa cho nó cân bằng. Thì mình sẽ mời Hà. Hà cũng là một người sinh ra và lớn lên ở Phú Quốc và cũng có một thời gian là sinh sống làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hà cũng có một cái cảm nhận về cái sự chuyển đổi giữa hai nơi. Mình mời Hà sẽ chia sẻ những cái cảm nhận của bạn về Phú Quốc. Dạ, em cảm ơn chị Quyên. Xin chào chị Quyên, anh Long, anh Quang và tất cả các anh chị đại lý ạ. Thì em là Châu Kim Hà, đang công tác tại đơn vị BQR. Thì em muốn chia sẻ một vài cảm nhận của em về Phú Quốc. Thực ra em là người gốc Phú Quốc, và đối với em á, thì Phú Quốc đó là một cái tình yêu từ nhỏ rồi, và hình như là nó đã có từ trong máu rồi. Em yêu từ cái cảm giác á, là đi tắm biển, từ những lần mà đi câu cá trên biển, xong rồi từ những lần mà
thả mình ở trong dòng nước biển và sau đó là lên các hòn đảo để tự do ăn uống. Đó là cảm nhận của em từ lúc nhỏ. Và sau này á, khi em vào Sài Gòn học và làm việc á, thì tức nghĩa là bản thân vẫn có một cái gì đó rất là mong muốn quay về nhưng mà chưa có cơ hội. Thì đến năm vừa rồi á, thì em mới có cơ hội quay về lại Phú Quốc. Và cái cảm giác của mình vẫn như cái lần đầu mà mình như hồi nhỏ mình vẫn ở Phú Quốc vậy, nó không thay đổi gì hết. Và ngay cả việc khi mà em truyền cảm hứng hay là em nói chuyện với tất cả mọi người, khi nhắc về Phú Quốc em cũng không nhắc nhiều về những cái sự phát triển hay là cái công trình gì nhiều, mà em nói về cảm nhận của em ở tại Phú Quốc, về không khí Phú Quốc. Và hầu như ở Phú Quốc khi mà bạn đến đây quanh năm bạn đều có thể là vui chơi ở đây. Mùa mưa thì có thể là đi suối, còn trời nắng thì có thể đi biển, đi các bãi biển, nhất là bãi Kem rất là trắng mịn và làm cho người ta là có một cái cảm giác không quên. Nước biển thì trong mát. Và sau đó thì mới nói tới những cái phát triển của Phú Quốc. Thời trước thì Phú Quốc ít có điện nè, rồi sau đó thì hạ tầng phát triển thì người ta mới đến Phú Quốc nhiều. Và cái cảm giác của những người đến Phú Quốc thì em nghĩ là cũng giống như em vậy, là rất là yêu Phú Quốc và yêu cái vùng đất này vì thiên nhiên trong lành. Thì đó, em chỉ có vài cái chia sẻ về cảm nhận của em đối với Phú Quốc thôi. Cảm ơn chị Quyên. Ok, cảm ơn Hà. Như vậy là mình cũng đã có vẻ như là mà trong dần công bố ra cho các bạn biết thông tin. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần là đặt câu hỏi. Mọi người hãy đặt câu hỏi vào cái alo. Tiếp đi Quyên ơi, tiếp đi, nghe được rồi. Ok. Mọi người cũng đã nhìn thấy cái xu hướng về sản phẩm và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần đặt câu hỏi. Và ở đây là Quyên đã nhận được hai câu hỏi. Lúc nãy có bạn đặt câu hỏi lên trên, bây giờ Quyên sẽ trả lời trước hai câu hỏi này và các bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi vào trong cái phần hợp chat để ba tổ chức sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi cho mọi người. Câu hỏi đầu tiên là cho em hỏi wellness khác second home như thế nào. Ở đây mình muốn nói với các bạn là hai cái này nó không phải cùng một cái trường so sánh. Giống như là các bạn sẽ thấy màu sắc nó khác, hương vị như thế nào, thì rõ ràng hai cái này, hai cái phạm trù nó hoàn toàn khác nhau luôn. Cái wellness nó là một thành tố trong cái dòng sản phẩm mình sắp ra mắt, tức là wellness nó là một cái xu hướng về sản phẩm. Còn cái second home nó là cái loại mà loại vận hành của cái dòng sản phẩm đó. Và hai cái này nó là hai cái đặc tính của cùng một loại sản phẩm luôn, chứ không phải hai cái này nó thay thế cho nhau. Đầu tiên nói về cái xu hướng wellness là nãy giờ chúng ta mổ xẻ, chúng ta phân tích. Rồi bây giờ chúng ta phát triển ra cái sản phẩm wellness đó, cái sản phẩm bất động sản theo xu hướng wellness, tức là theo xu hướng chăm sóc sức khỏe, theo xu hướng tốt cho sức khỏe, bảo vệ sức khỏe, giữa thiên nhiên, giữa bầu không khí trong lành thế nọ thế kia. Đó là một bất động sản wellness. Rồi bây giờ chúng ta mới có những cái loại vận hành cái bất động sản này. Một là chúng ta có đơn vị vận hành và khách hàng chỉ được sử dụng 15 đêm mỗi năm. Hay là chúng ta lựa chọn một hình thức khác là chúng ta lựa chọn đây là một cái mô hình second home. Có nghĩa là khách hàng sẽ tự sử dụng một cách tự do theo cái sự lựa chọn, theo cái sự chủ động của họ. Tức là đó là một căn nhà hoàn toàn thuộc về họ. Họ hoàn toàn chủ động, linh hoạt, sử dụng. Có thể dùng cho chính họ, hoặc có thể cho thuê, hoặc có thể làm bất kỳ cái gì nó phù hợp với lại cái mục đích sử dụng. Thì hai cái này là hai cái tính chất của cùng một sản phẩm. Sản phẩm của chúng ta là sản phẩm mang xu hướng wellness, và sản phẩm của chúng ta là sản phẩm theo cái cách vận hành là second home. Chúng ta bán cho khách hàng để cho khách hàng có thể hoàn toàn chủ động bày trí cái không gian bên trong theo ý thích của họ, mang cái xu hướng cá nhân của họ đặt vào trong căn nhà của họ. Ví dụ như có những người cùng một cái không gian 300 mét vuông,
Nhưng mà có nhà là có nhiều thế hệ họ thích sử dụng các căn nhà đó thành 3 phòng ngủ. Nhưng mà có nhà thì họ không thích nhiều phòng ngủ như vậy, bởi vì họ chỉ có hai vợ chồng, họ thiết kế một cái phòng ngủ to, họ có thêm phòng đọc sách, họ có thêm một cái phòng trưng bày rượu, họ có thêm những cái phòng để trưng bày những cái sở thích cá nhân của họ. Đó là cái xu hướng cá nhân hóa những cái không gian sống của riêng họ. Mà những cái căn biệt thự mà theo tiêu chuẩn hóa nó không đáp ứng được. Bởi vì tiêu chuẩn hóa là chúng ta sẽ làm căn nào cũng giống căn nấy để đáp ứng được rất là nhiều cái style của khách hàng châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, thì vô cũng thấy đúng cái căn biệt thự này nó mang tới cho họ cảm giác nghỉ dưỡng. Nhưng mà đối với cái second home thì nó sẽ hướng tới cái xu hướng cá nhân hóa của cái người chủ. Tôi thiết kế cái căn nhà này cho chính tôi, cho thói quen của tôi, cho sở thích của tôi. Thì đó chính là cái gọi là cái dòng sản phẩm khi mà mình ra thị trường. Thì ở trên thị trường bây giờ đã có rất là nhiều cái sản phẩm nghỉ dưỡng theo cái tiêu chuẩn hóa. Ví dụ như nó là 4 sao, nó là 5 sao, nó là 5 sao cộng, để cho chúng ta vận hành theo một cái tiêu chuẩn của đơn vị vận hành. Nhưng nó thiếu vắng đi những cái sản phẩm mà hoàn toàn gọi là khách hàng về hoàn thiện lại, đo ni, đóng giày theo như cái mong muốn của họ. Thì đó chính là lý do đối với cái dòng sản phẩm này, khi mà mình ra mắt thì chủ đầu tư lựa chọn hình thức là bán với dạng second home, để cho khách hàng họ tự do hoàn thiện để chính họ sử dụng là cái nhu cầu tối thượng đầu tiên. Sau đó những cái thời gian mà họ không có sử dụng nữa, họ có thể là cho thuê, họ có thể là chia sẻ lại cho bạn bè, họ có thể mời người thân ra sử dụng. Đó chính là cái sự đa dạng, cái sự chủ động, cái sự linh hoạt của cái dòng sản phẩm second home. Như vậy có nghĩa là đây là một cái sản phẩm theo xu hướng wellness, và cái cách vận hành là vận hành theo kiểu second home. Thì nói ra như vậy để cho các bạn hình dung được cái concept sản phẩm. Và cái câu hỏi thứ hai mình đã nhận được ở đây đó là biệt thự này có cam kết cho thuê hay không? Thì mình cũng trả lời luôn là vì nó là second home, nó là căn nhà của khách hàng. Khách hàng họ hoàn thiện theo như cái mong muốn, theo như cái mục đích của họ, và họ sử dụng một cách chủ động của họ. Thì như vậy thì khi mà chủ đầu tư đã lựa chọn loại hình là bán theo hình thức second home, khách hàng hoàn toàn chủ động hết. Như vậy nếu mà khách hàng muốn cho thuê thì là cá nhân họ mong muốn họ cho thuê. Họ có thể cho thuê dạng Airbnb, họ có thể cho thuê thông qua những cái đơn vị làm dịch vụ cho thuê, vân vân. Nhưng cái chính cái sản phẩm này mang tới cái mục đích đầu tiên hết là nó là một cái căn second home chủ động theo như cái người sở hữu, theo cái gia chủ. Do đó nên là cái dòng sản phẩm second home nó sẽ không phải là một cái dòng sản phẩm mà chủ đầu tư mang cái đơn vị vận hành và chỉ đưa lại cho khách bó buộc là sử dụng tối đa 15 đêm mỗi năm như những cái sản phẩm tiêu chuẩn hóa trên thị trường đang có. Rồi tiếp tới thì những câu hỏi kế tiếp mình xin mời anh Long sẽ trả lời những câu hỏi kế tiếp của các bạn đang đặt ra trên group ạ. Xin được chuyển sang câu hỏi tiếp theo, đấy là của bạn Trương, không biết là đại lý nào. Thì bạn có hỏi là em muốn hỏi giá một bất động sản nghỉ dưỡng cộng wellness tại thời điểm này có giá trị khoảng bao nhiêu ạ? Thì thứ nhất ở đây câu hỏi này nó chưa thực sự là có đầy đủ yếu tố để có thể trả lời được. Ví dụ như là bạn ấy tham chiếu ở đâu, bạn muốn cái vị trí, bạn muốn hỏi bất động sản nghỉ dưỡng ở vị trí nào, của chủ đầu tư nào và phục vụ phân khúc khách hàng nào chẳng hạn, thì mình có thể đưa ra câu trả lời. Còn hiện nay bạn đang đưa một câu hỏi khá là chung chung và xác định giá thì các bạn biết rồi, đấy là giá nếu bạn thị trường sơ cấp thì giá nó theo chủ đầu tư, cho nên là bạn hỏi thế này thì rất là khó trả lời. Thế thì bạn hãy đặt lại câu hỏi để tôi phân tích kỹ hơn. Tiếp theo đấy là từ bạn Huy Lý PQ3. Hiện Phú Quốc đang có trào lưu bỏ phố về rừng thì có phải là lối sống wellness hay không? Cái câu hỏi này nó cũng ẩn chứa đằng sau, đấy là chúng ta phải xác định được động cơ của cái việc này là gì, lý do và cái nguyên nhân nào mà khiến thôi thúc họ, những cái người mà đang theo cái trào lưu này về bỏ phố về rừng. Mà tôi nghĩ là không có ai bỏ phố về rừng đâu, bỏ phố về quê thôi. Đấy, thì bây giờ có nhiều nguyên nhân lắm. Thứ nhất là nguyên nhân là khói bụi quá, không sống không chịu được. Ví dụ tôi thấy là có rất nhiều bạn trẻ về Đà Lạt sinh sống chẳng hạn. Thì đấy là người ta tìm về thiên nhiên, và đấy là người ta đang có quyền lựa chọn cái nơi sống của người ta, có quyền lựa chọn cái môi trường sống để người ta có một cuộc sống chất lượng hơn. Thì đấy là cái cách mà đấy cũng có thể gọi là wellness. Bởi vì là rõ ràng ở đấy người ta
Cái lý do người ta chọn về đấy là do môi trường trong lành, rồi cái thiên nhiên, rồi cái cộng đồng, rồi cái văn hóa, rồi cái thời tiết vân vân. Thì đấy là một cái lối sống wellness. Tức là cái nguyên nhân đằng sau của nó là nguyên nhân là wellness. Thế còn là ví dụ có một nguyên nhân khác là như là ở phố đắt đỏ quá, rồi là công an việc làm không có, không nuôi được bản thân thì lựa chọn một vị trí khác thì tôi không trả lời được cái kiểu đấy. Thì các bạn đặt câu hỏi phải đặt câu hỏi rõ ràng nhé. Đấy, chứ còn là có nhiều nguyên nhân lắm, chúng ta phải xác định rõ ràng nguyên nhân đó là gì. Nhưng mà với nguyên nhân là ví dụ lựa chọn một vị trí, tức là chúng ta quyết định cái vị trí chúng ta sống, cái nơi chúng ta sống thì đó là một lối sống wellness. Thì đấy là khởi điểm của lối sống wellness, tức là chúng ta đã lựa chọn ở vị trí tốt rồi. Còn sau đấy chúng ta có sống theo được cái kiểu wellness hay không thì khác nữa, thì cần phải cố gắng. Rồi câu hỏi tiếp theo đấy là đến từ bạn Anh Nguyễn. Hệ sinh thái các bất động sản như Gateway, Địa Trung Hải, The Center có được gọi là có yếu tố wellness hay không? Thế thì tôi đã chia sẻ rồi, cái wellness nó có gồm nhiều thứ, và để kết luận được có 6 yếu tố ấy, để kết luận được là cái con người đó, cái nhân tố đó có đã đạt được cái lối sống wellness hay chưa, đúng không? Thì rõ ràng ở đây bạn hỏi là các bất động sản này có yếu tố wellness hay không, thì rõ ràng là nó có mang lại được các cái 6 cái yếu tố wellness mà mỗi người đạt được hay không, đúng không? Thế thì bây giờ phải xác định là cái con người đó sống tại căn nhà đó và cái bất động sản đó có phục vụ được cho những cái yếu tố wellness hay không, thì đó là một chuyện. Thế thì nhưng mà ở đây bạn hỏi là có yếu tố hay không, thì tôi xin trả lời là cũng có yếu tố, bởi vì là rõ ràng là với Phú Quốc thì chúng ta có được cái bầu không khí trong lành và cái thiên nhiên tươi đẹp rồi, đúng không? Còn ở đây nhưng mà cái mục đích của bất động sản ở đây ấy, thì nó phần lớn là nó phục vụ cho cái việc kinh doanh là chính. Còn cái yếu tố wellness ở đây thì chúng ta cần phải có thêm những không gian ở trong căn của biệt thự của mình, ở bên ngoài, ở những tiện ích xung quanh và ở trong dự án, và thậm chí là những cái tiện ích dạng như kiểu là clubhouse hay là những cái center của dự án, một cái central gì đấy, một cái nhà clubhouse mà có được những yếu tố mà phục vụ yếu tố wellness, thì mới có thể nói là cái bất động sản đó là bất động sản để phục vụ cho wellness. Thế thì hai cái bất động sản mà bạn nhắc đến ở đây là nó có yếu tố, có một phần thôi, còn kết luận là chưa được, chưa đầy đủ để mà gọi là bất động sản wellness. Nếu mà tất cả chúng ta quy tất cả những bất động sản ở Phú Quốc như thế này thành wellness thì rõ ràng là không có sự khác biệt đối với cả cái sản phẩm sắp tới chúng ta đang bán, đúng không? Sản phẩm sắp tới chúng ta đang bán là đã được thiết kế một cách có chủ đích để làm bất động sản, để làm du lịch wellness. Rồi. Rồi, ok. Em sẽ trả lời những câu tiếp theo. À, lúc nãy quay trở lại cái câu đầu tiên đó, lúc nãy có một bạn hỏi mà anh Long nói là câu hỏi cũng chưa có rõ nghĩa, là vì nó rộng quá đó, thì bạn đang hỏi là giữa một bất động sản thông thường với một cái bất động sản wellness thì bất động sản wellness cao hơn bao nhiêu. Thì thật ra là đúng như là nói là chúng ta so sánh phải có cái thông tin nó cụ thể hơn. Tuy nhiên ở đây cũng có thể chia sẻ sơ qua một chút xíu, nếu mà chúng ta nhìn trên cái bình diện chung của một cái du khách khi mà họ đi du lịch mà họ lựa chọn một cái khu nghỉ dưỡng thông thường hay là một cái khu nghỉ dưỡng có yếu tố chăm sóc sức khỏe, thì cái họ sẵn lòng chi trả cao hơn để lựa chọn cái khu nghỉ dưỡng có cái dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, hoặc là nó mang cái tính chất là wellness tốt cho sức khỏe. Ví dụ như nhờ vô nó có những cái khóa yoga hay là đạp xe trong rừng hay là gọi là những cái liệu trình detox cơ thể, detox tâm hồn thế này thế kia, thì người ta chi tiêu cao hơn cho những cái loại hình du lịch về chăm sóc sức khỏe. Điều đó dĩ nhiên là nó sẽ dẫn tới cái việc là chắc chắn là các bất động sản mang cái xu hướng có những cái yếu tố về chăm sóc sức khỏe cũng được định giá cao hơn, bởi vì cái đầu ra nó tạo ra cái dịch vụ có giá trị cao hơn thì chắc chắn nó cũng được định giá cao hơn. Đó là cái điều chắc chắn rồi. Còn đối với cái câu chuyện là ngày hôm nay chúng ta nói với nhau là chúng ta sắp có cái dòng sản phẩm mang cái xu hướng wellness, một cái bất động sản wellness, thì các bạn cũng đặt ra cái vấn đề là vậy thì những cái sản phẩm trong cái hệ sinh thái của chúng ta có phải bất động sản wellness hay không? Thì lúc nãy mình có nói chung quy lại wellness nó có hai khía cạnh, một cái là cái môi trường xung quanh và cái nữa là cái dịch vụ tự thân của nó. Thì đối với những cái sản phẩm gọi là sản phẩm bất động sản wellness, bản thân trong tự thân của nó cũng có những cái thiết kế có chủ đích để mang tới những cái dịch vụ về wellness, chứ không phải là chỉ có là một cái căn nhà bất kỳ trong hệ sinh thái thì chúng ta đều nói nó là wellness. Dĩ nhiên nói yếu tố thì nó có cái yếu tố môi trường tốt, cộng đồng tốt,
tốt cho sức khỏe, nhưng nó có một phần, tức là nó có hai điều kiện cần và đủ thì nó cũng có một phần trong đó, chứ không phải là một cái thiết kế chủ đích ngay từ đầu có những cái công năng, có những cái tiện ích hoàn toàn phục vụ cho wellness giống như cái dòng sản phẩm sắp tới đây chúng ta ra mắt. Mình sẽ sang hai câu hỏi, một câu về cái mảnh ghép wellness và cái thứ hai là cái vì sao bây giờ tại thời điểm này. Mình sẽ trả lời một bạn có cái đặt câu hỏi như thế này: mảnh ghép wellness đóng vai trò thế nào trong hệ sinh thái hiện tại của Sun Group tại Nam đảo? Thì nói về cái tầm quan trọng, cái vai trò ở trong hệ sinh thái, mọi người thấy rồi, hệ sinh thái của mình là mình đang có cái gì? Mình đang có nghỉ dưỡng, mình đang có vui chơi giải trí, mình đang có những cái bất động sản mang lại cái giá trị về thương mại. Thì như vậy là người ta sống vui, người ta tận hưởng, người ta trải nghiệm những cái hoạt động về mua sắm, về giải trí. Thì cái mảnh ghép mà về wellness nó sẽ hướng tới một cái nhóm khách hàng, không phải là ngày nào họ cũng ra đó để họ đi sân quơ, họ đi trượt nước, họ đi tắm công viên nước này kia, không phải như vậy. Mà cái dòng sản phẩm này nó hướng tới những cái đối tượng mà người ta lựa chọn một cái sản phẩm này phục vụ cho cái nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, tận hưởng một cách dài hạn tại thành phố Phú Quốc. Thì nó sẽ mang tới cho hệ sinh thái của chúng ta một cái nhóm đối tượng là khách hàng muốn tìm về cái hệ sinh thái này vì nó phục vụ trực tiếp cho cái sức khỏe của họ, cho cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ. Một cái cuộc sống mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở thành phố Hà Nội hay những cái đô thị rất là nhộn nhịp khác nó không có được. Những cái đô thị nhộn nhịp khác nó tiện nghi nhưng mà nó không có được cái sự trong lành, không có được những cái liệu trình hay là những cái hoạt động thuần túy là tốt cho sức khỏe, sinh ra là để phục vụ cho sức khỏe của họ. Thì chính tại cái mảnh ghép về wellness tại Phú Quốc sẽ cung cấp cho họ được cái yếu tố này. Và ngược lại, khi cái nhóm khách đến tìm đến cái hệ sinh thái của chúng ta vì những cái nhu cầu về wellness thì nó cũng quay trở lại, nó bồi đắp cho hệ sinh thái. Khi mà họ có những nhu cầu thì ở trong hệ sinh thái sẽ có thêm nhiều loại hình dịch vụ để bổ trợ cho nhu cầu đó. Ví dụ như là có một cái lượng khách ra đó để sinh sống dài hạn, để ở đó 1 tháng, 2 tháng, họ không phải là những cái kỳ nghỉ ngắn ngày nữa, họ ở dài hạn hơn thì họ sẽ cần những dịch vụ quản gia nè, dịch vụ nấu ăn tại nhà nè, rồi thậm chí những cái dịch vụ rất là cơ bản để phục vụ cho cái cuộc sống bình thường, ví dụ như dịch vụ chăm sóc thú cưng nè, rồi dịch vụ cung cấp những cái hàng hóa, những cái dịch vụ và hàng hóa phục vụ cho cái nhu cầu sống của những cái gia đình mà tại những cái khu đô thị hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Hà Nội đã bắt đầu có rồi. Ở thành phố Phú Quốc trước đây là một cái thành phố chuyên về du lịch chúng ta chưa có. Thì bây giờ cái nhóm đối tượng khách này khi mà họ đến với hệ sinh thái của chúng ta thì họ cũng sẽ kéo theo cái nhu cầu đó và sẽ giúp cho hệ sinh thái nảy sinh thêm những cái ngành nghề phục vụ cho họ. Tức là đôi bên cùng bồi đắp cho nhau để cùng phát triển, để làm cho cái hệ sinh thái của chúng ta nó vừa đa dạng về chiều rộng và nó vừa có thêm được cái chiều sâu, ngày càng nhiều dịch vụ, ngày càng nhiều mục đích, ngày càng đáp ứng được cho nhiều đối tượng khách hàng. Câu hỏi thứ hai bạn đặt ra đó là vì sao đến bây giờ wellness mới được Sun Group đưa ra thị trường mà không phải là 2-3 năm về trước hoặc triển khai trong tầm nhìn 5 năm tới. Bạn đặt ra câu hỏi rất là đúng. Đó là vì là tại sao lại là cái thời điểm này. Thì mọi người hình dung thử là nếu như mà nhiều năm về trước Phú Quốc còn rất là hoang sơ, người ta nghĩ tới Phú Quốc là người ta nghĩ tới cái vẻ đẹp hoang sơ, rất là thiếu dịch vụ, nhất là những cái dịch vụ để sống. Người ta đến Phú Quốc là chỉ là ở trong những cái khu resort mới có đầy đủ cái dịch vụ. Ví dụ như muốn ăn uống mà muốn ăn ngon đi, trước đây muốn ăn ngon ở An Thới thì hầu như là chúng ta chỉ có những cái dịch vụ tương đối là giản dị. Phải đi rất xa, ví dụ như phải đi xuống Dương Đông, phải đi Hàm Ninh mới là có được những cái nhà hàng, có được những cái nơi có dịch vụ ăn uống gọi là nó có cái quy mô với lại nó có cái chất lượng được cao hơn, có cái dịch vụ đầy đủ đa dạng hơn. Thì đó chính là câu chuyện của những năm trước, dịch vụ chưa đầy đủ, chưa đa dạng. Và các cộng đồng sống, tại vì con người khi người ta sống thì người ta cũng thích là ở những cái đô thị đừng có quá đông, đông nó có những cái vấn đề của đông, nhưng mà nó không phải là mỗi nơi dân cư thưa thớt. Người ta vẫn muốn là ở trong cái khu của họ, họ ở biệt lập, nhưng khi họ bước ra khỏi cái khu của họ vẫn có cái nhịp sống đô thị, vẫn có những cái dịch vụ, vẫn có những cái tiện ích đầy đủ cho cái cuộc sống đô thị của họ.
họ cần người phục vụ họ kêu có, họ cần sử dụng hàng hóa gì họ kêu có, họ muốn có người tới nấu ăn họ kêu có. Thì cái đó chính là những cái nhu cầu mà dần dần sau nhiều năm phát triển, tính đến nay là năm thứ 5, bước sang năm thứ 6, thì Phú Quốc mới bắt đầu đầy đủ được những cái điều kiện cần và đủ. Tức là điều kiện cần nó phải có thiên nhiên, nó phải có bầu không khí trong lành, nó phải có cái này cái kia về môi trường. Chứ điều kiện đủ, nó phải có đủ dịch vụ, nó phải có đủ cái con người phục vụ cho cái loại hình bất động sản này. Thì tính tới cái thời điểm hiện nay, sau 5 năm phát triển rồi, Phú Quốc mới bắt đầu đầy đủ để mà chúng ta thực sự phát triển, nâng nó lên thành một cái đến đó không phải để du lịch ngắn ngày, mà đến đó để du lịch dài hạn, để ở dài hạn, đáp ứng đầy đủ mọi cái nhu cầu sống. Và Phú Quốc bây giờ đã trở thành một thành phố, nó là một cái đô thị loại 2, nó đa dạng dịch vụ hơn, nó đa dạng về cái khả năng đáp ứng được những cái yêu cầu của những gia đình mà người ta chuyển ra đến đó để mà sinh sống, để tận hưởng hơn. Chứ còn nếu mà nói trước đây và nhiều năm trước nữa, thì Phú Quốc đáp ứng được hay chưa? Thì Phú Quốc chưa đáp ứng được. Lúc đó Phú Quốc chỉ mới đáp ứng được cho những cái công ty mà người ta ra đó để mà làm những cái khu nghỉ dưỡng khép kín. Họ tự đem nhân viên ra, họ tự đem nhân sự từ ở những cái thành phố lớn ra. Còn bây giờ sau 5 năm gọi là chuyển giao cái công nghệ và dịch vụ, thì bây giờ người dân tại Phú Quốc họ làm dịch vụ tốt hơn rồi, khả năng cung ứng của họ tốt hơn rồi, ra ngoài đó phương tiện vận tải cũng tốt hơn, có taxi, có Grab, có tất cả những cái phương tiện, về thông tin liên lạc cũng tốt hơn, về vận tải cũng tốt hơn, cái gì cũng đã được cải thiện. Bây giờ cũng không thiếu ngân hàng nào ở Phú Quốc, không thiếu một cái gọi là cái cơ sở hạ tầng và dịch vụ nào cho một cái cuộc sống của người ta hết. Thì đúng cái thời điểm này nó sẽ là cái thời điểm để mà dịch chuyển sang những cái sản phẩm đáp ứng cho cái nhu cầu sống dài hạn. Còn tại sao không phải là nhiều năm nữa? Thì nhiều năm nữa các bạn sẽ thấy là tại thời điểm này thị trường người ta đang cần rồi, xu hướng đã cần rồi, và Phú Quốc đã đáp ứng được rồi. Thì chính cái thời điểm này nó là cái cột mốc chuyển giao rất là lý tưởng. Mà trong rất nhiều cái phát biểu về chiến lược thì Sun Group cũng đã có nói với mọi người là trong 5 năm đầu tiên là 5 năm Sun Group đồng hành cùng với Phú Quốc xây dựng một cái hệ sinh thái, xây dựng những cái nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái. Còn 5 năm tiếp theo kể từ cột mốc Phú Quốc được công nhận là thành phố, thì chúng tôi sẽ đồng hành cùng Phú Quốc để mà xây dựng thành phố Phú Quốc. Và trong cái thành phố Phú Quốc đó, dĩ nhiên nó sẽ có đô thị hóa, nó sẽ có tạo ra những cái chuẩn mực cuộc sống cao hơn, nó sẽ có thu hút người ta về sinh sống, ở dài hạn, làm việc, tận hưởng và sử dụng những cái dịch vụ của cuộc sống. Và anh chị sẽ nhìn thấy là cái sự phát triển của Phú Quốc trong những cái năm tới nó sẽ là sự phát triển mang hơi hướng của một thành phố du lịch, chứ không phải là mang xu hướng của những cái cộng đồng gọi là nghỉ dưỡng đơn thuần nhỏ lẻ rời rạc với nhau nữa, mà thực sự nó là hơi hướng của một thành phố trẻ, du lịch năng động và trở thành điểm đến hấp dẫn, mang cái thương hiệu thành phố Phú Quốc sẽ được đặt trong nhiều cái đặc điểm, trong nhiều cái tính năng, là thành phố tốt nhất cho nghỉ hưu nè, là điểm đến tốt nhất của thế giới nè, là thành phố trẻ năng động nè, là nơi lý tưởng để sinh sống lập nghiệp nè. Thì sẽ có rất là nhiều cái định vị về thương hiệu mà Phú Quốc sẽ đạt được trong tương lai, mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ cái tiềm năng đó rồi. Thì đó chính là cái gọi là cái đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm. Và tại bây giờ nó là cái cột mốc đúng thời điểm để chúng ta mở ra cái xu hướng wellness second home. Và trong tương lai nó cũng sẽ còn nhiều loại hình về second home nữa, nhiều loại hình về wellness nữa, để phát triển dày lên thêm. Cái mục đích là để cho người ta dịch chuyển ra đó, sinh sống, tận hưởng tại thành phố Phú Quốc một cách đầy đủ tiện nghi, đầy đủ dịch vụ. Rồi, câu trả lời của mình cho hai ý của bạn. Mời anh Long và Quang sẽ trả lời tiếp những câu hỏi kế tiếp. Có lẽ là xin nhường Quang nhỉ? Quang ơi. Em nghe đây. Em tiếp tục phần trả lời câu hỏi, bắt đầu từ bạn Mai Phương đi. Một người vừa mới sở hữu căn nhà tại Phú Quốc. Anh Long ơi, có lẽ tín hiệu bên Quang không được tốt, mà anh trả lời câu hỏi kế tiếp đi anh Long.
Câu hỏi đến từ bạn Mai Phương, một chủ nhân căn hộ Hillside Residence và chính thức trở thành gọi là cư dân của Phú Quốc. Thế thì bạn có hỏi là cho em hỏi vậy khu mình sắp bán có tiện ích wellness kèm theo những gì để kéo khách hàng đến đây khi chủ không ở vẫn có thể dùng cho thuê được. Em cảm ơn ạ. Đây là một câu hỏi mà tôi tin là rất nhiều bạn cũng đang mong muốn có được cái câu trả lời. Tuy nhiên là tôi xin phép được giữ lại cái thông tin này cho đến thời điểm chín muồi để chúng tôi công bố ra. Hứa hẹn sẽ rất là hấp dẫn. Và chúng ta cũng phải hiểu là chúng ta có rất nhiều loại hình wellness khác nhau. Chúng ta có onsen này, chúng ta có trị liệu, chúng ta có rất nhiều loại detox khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều loại ăn kiêng khác nhau. Và những cái loại này thì thông thường sẽ hướng đến những cái phân khúc khách hàng riêng biệt. Ví dụ như là đến Thái Lan để detox cơ thể thì phần lớn là hướng đến đối tượng khách hàng nữ chẳng hạn. Thế thì vậy thì cái wellness ở tại cái khu vực này của chúng ta sẽ là wellness gì thì chúng tôi cũng đã có cái hướng đi rồi. Tuy nhiên là chính xác là gì thì xin phép là sẽ giữ lại cái phần này và sẽ trả lời cho các bạn sau vào chương trình livestream kế tiếp. Câu hỏi tiếp theo của bạn Huỳnh Nhung PQR. Các em hỏi đi Miami thì vừa đến du lịch, xin lỗi, đi Myanmar thì vừa đến du lịch vừa Phật giáo tâm linh, đi Thái Lan thì vừa du lịch vừa wellness detox, đi Malaysia thì du lịch cộng chăm sóc sức khỏe trị liệu xương khớp, có bệnh viện bên đó nổi tiếng, vậy đi tới Phú Quốc thì wellness của mình có chương trình gì để có kế hoạch tới đây? Thì câu hỏi này thì cũng tương tự với cả câu hỏi của bạn Phương, thì cũng sẽ là xin phép sẽ trả lời với các bạn sau. Thế thì xin được nhấn mạnh lại với các bạn là Phú Quốc của chúng ta hiện nay là có một cái hệ thống du lịch nghỉ dưỡng rất là tốt, tức là các khách sạn đẳng cấp thế giới rồi. Và cũng như chia sẻ tôi trong buổi sơ kết ấy, du lịch nghỉ dưỡng chưa đủ, bãi biển đẹp chưa đủ, mà Phú Quốc còn thiên nhiên nữa, còn rừng nữa, và chúng ta sẽ làm du lịch wellness mà gắn với thiên nhiên ở đây. Thì đấy là cái chia sẻ duy nhất tôi có thể tiết lộ với các bạn lúc này. Rồi, thế thì đến hai câu hỏi tiếp theo thì sẽ xin được nhường lại sân khấu cho bạn Quang đi ạ. Có thể tín hiệu đường truyền của Quang hơi chập chờn á. Quyên sẽ trả lời tiếp hai câu kế tiếp. Trong đây có một bạn đang hỏi là em muốn hỏi loại hình bất động sản wellness sẽ có đơn vị quản lý chứ ạ? Kiểu có nhân viên chăm sóc cảnh quan giống như một khu đô thị. Đúng rồi, bạn đặt ra vấn đề này, tức là bạn quan tâm tới cái việc là cái đơn vị vận hành. Thì đây là mình bán nó cái loại hình, nó dĩ nhiên là người ta sử dụng, khi mà khách hàng của mình tới đó sử dụng thì họ sử dụng, thì họ tùy nghi sử dụng cái bên trong căn nhà của họ. Còn lại những cái khu vực chung, những cái khu vực về cảnh quan, về bảo vệ, về an ninh, về xử lý rác thải, nước thải, cấp nước đồ này nọ kia, thì cái đó là trong cái vận hành đô thị, trong cái vận hành khu vực chung, thì chắc chắn bất kể loại hình dự án nào cũng có. Như vậy thì đối với cái mô hình sản phẩm này của chúng ta cũng có đơn vị quản lý vận hành khu vực chung, và những cái tiện ích về wellness thì chúng ta cũng sẽ có đơn vị phối hợp thực hiện, tại vì những cái dịch vụ đó nó chúng ta sẽ có cái đơn vị vận hành khu vực chung, quản lý khu vực chung, cây xanh, công viên, các cái khu tiện ích này nọ, và cũng có cái đơn vị chuyên về wellness để mà cung ứng những cái dịch vụ cho khách hàng. Và dĩ nhiên nó là dịch vụ thì khách hàng sử dụng, khách hàng sẽ trả tiền. Nó là mình nói chung về cái concept để cho các bạn hình dung cái mô hình này nó như thế nào. Còn về chi tiết là trong đó nó có cái tiện ích gì, nó nằm ở đâu, rồi những cái dịch vụ gì cung ứng được, thì nó là chi tiết về sản phẩm mình sẽ để dành cho cái buổi kết hợp. Chủ đầu tư sẽ công bố tới các bạn để cho các bạn biết chi tiết chính xác. Còn hiện nay nói về cái concept chung thì nó là như vậy. Tiếp theo câu hỏi của một bạn nữa, bạn đang hỏi là cho em hỏi tại sao lại chọn Bãi Kem làm bất động sản wellness mà không phải là vị trí khác, sau này Sun Group còn làm thêm bất động sản wellness này nữa không ạ? Tại sao lại là Bãi Kem là cái sự ra mắt đầu tiên? Thì các bạn nhìn thấy rồi, những cái khu như mà chúng ta đang phát triển như là Điều Trung Hải,
hay là New An Thới thì nó thuần về, nó thiên hướng của nó là đô thị du lịch. Tức là cái đô thị đó là có chức năng để ở, nhưng mà nó cũng là cái vùng như là Địa Trung Hải là trọng điểm về thương mại du lịch, về dịch vụ du lịch. New An Thới là nơi vừa kết hợp là ở và kinh doanh thương mại. Thì cái điều đó có nghĩa là nó thiên về cái hoạt động nhộn nhịp về thương mại nhiều hơn. Còn khi mà chúng ta nói là cái wellness mà gọi là thuần về cảm nhận cái cuộc sống, về chất lượng cuộc sống, thì thường là những cái biệt thự nó mang tính là biệt lập, khép kín. Các bạn nhìn thấy cái xu hướng này rất là rõ nét. Những cái khu mà người có thu nhập càng cao, họ sống càng muốn biệt lập. Cho nên cái gọi là để mà đáp ứng cái nhu cầu sống, cái second home để mà họ sử dụng, thì thường là người ta phát triển theo xu hướng là làm biệt thự, chứ không phải là những cái xu hướng thương mại như chúng ta thấy ở Địa Trung Hải. Ở Địa Trung Hải nó rất là nhộn nhịp, nó rất là sầm uất, từ ngày đến đêm nó lúc nào cũng nhộn nhịp, cũng sôi động, cũng đàn hát, cũng này cũng kia. Nhưng mà một cái nơi để đáp ứng cái nhu cầu sống, mà sống tận hưởng, sống vì sức khỏe, thì người ta sẽ gọi là tìm tới cái nơi nó biệt lập, nó yên tĩnh hơn. Vậy thì tại sao Sun Group chọn Bãi Kem? Thì các bạn nhìn thấy á, Bãi Kem là một cái hệ, một cái quần thể chuyên về nghỉ dưỡng, nó đã rất là đồng bộ rồi. Nó đã có đầy đủ những cái thương hiệu hàng đầu trên thế giới đến đó vận hành rồi. Bạn nhìn thấy nguyên bao quanh nguyên cái Bãi Kem là tất cả những cái thương hiệu hàng đầu, như Marriott, như Accor Hotel, như New World. Và ở đó cũng có luôn cái thương mại để đáp ứng dịch vụ. Như vậy thì cái chỗ đó là cái nơi rất là lý tưởng để bây giờ chúng ta đặt vào đó một cái mảnh ghép về second home, chăm sóc sức khỏe. Nó tựa lưng vào một cái cánh rừng nguyên sinh rất là rộng lớn, thì đảm bảo được cái bầu không khí tự nhiên trong lành tốt cho sức khỏe. Và không phải anh ở giữa một cái công trường, mà là anh ở giữa một quần thể nghỉ dưỡng đã hiện hữu. Trong đó có rất nhiều dịch vụ để anh sử dụng. Trong đó nó rất hoàn hảo về dịch vụ, từ tất cả các phân khúc giá. Ví dụ anh muốn sử dụng một cái dịch vụ giản dị hay là một cái minimart, anh bước sang shop house, Bãi Kem, shop house Melodian có rồi. Anh muốn sử dụng spa cao cấp, anh bước vào JW Marriott. Hay anh muốn là với chi phí hợp lý hơn, anh bước sang spa của New World hay là spa của Condotel, hay ngay tại chính trong cái quần thể dự án wellness mà Sun Group sắp đầu tư. Tức là ở đó nó phải là một cái nơi đã hiện hữu rất là nhiều cái dịch vụ tốt cho sức khỏe, nó mang một cái hơi hướng rất là sinh thái, và ở cái vị trí đó nó phù hợp để phát triển cái loại hình chăm sóc sức khỏe, vừa có dịch vụ vừa có chăm sóc sức khỏe, vừa nằm ở cái điểm mà anh bước ra anh sử dụng được tất cả mọi thứ. Và anh muốn một cái cộng đồng cung ứng dịch vụ đa dạng hơn nữa, thì anh bước ra khỏi cái quần thể nghỉ dưỡng Bãi Kem, anh đã ra tới đô thị New An Thới, anh đã ra tới Địa Trung Hải, anh đã ra tới thị trấn An Thới cũ, rất là nhiều, rất là đa dạng nguồn cung ứng. Có nghĩa là cái nơi đó nó hoàn hảo rồi, nó hoàn hảo sẵn, giống như nó chờ đợi sẵn một cái mảnh ghép mang cái người chủ nhân tới để họ tận hưởng những cái dịch vụ sẵn có ở đó. Thì đó chính là lý do mà khi mà chúng tôi lựa chọn cái nơi để mà ra mắt dòng sản phẩm wellness, thì chúng tôi lựa chọn một cái nơi nó đã hoàn hảo sẵn, khách hàng tới đó họ cảm nhận gọi là sự sẵn sàng rồi, căn nhà của họ là mảnh ghép cuối cùng, họ tới họ dùng được luôn, chứ họ không phải chờ là chờ phải New World vận hành hay chờ phải có Marriott tới đầu tư, tất cả đã có sẵn, bây giờ chờ khách hàng tới sử dụng, gọi là vào việc luôn. Thành ra đó mới gọi là nơi lý tưởng để họ phát triển một cái, họ sở hữu một cái căn second home. Mọi người chỉ còn mọi người chờ họ tới họ hoàn thiện để họ ở, chứ họ không cần phải chờ ai hết. Thì đó chính là cái lý do vì sao chúng tôi lựa chọn Bãi Kem, một cái mảnh ghép đã hoàn hảo sẵn, và chúng tôi lắp thêm cái xu hướng dẫn đầu thị trường, đó là bất động sản wellness cho khách hàng vào là cảm nhận được ngay, sử dụng được ngay, không chờ đợi, không trì hoãn. Còn trong tương lai thì chúng ta có cái nơi nào như vậy nữa không? Thì như anh chị đã biết, có rất là nhiều lần chủ đầu tư chia sẻ thì quỹ đất của Sun Group tại Nam Phú Quốc là rất là rộng lớn. Và chắc chắn là cái xu hướng này nó sẽ còn mở ra trong tương lai, và nó còn rất là đa dạng loại hình. Hiện nay đối với cái dòng sản phẩm đầu tiên, chúng tôi sẽ dần dần hé lộ cho các anh chị thấy, và chúng ta đối với cái dòng sản phẩm này khách hàng thực sự sử dụng, cho nên chúng ta đi vào chiều sâu của từng cái khía cạnh của wellness. Thì trong cái wellness nó có rất là nhiều cái khía cạnh có thể khai thác. Ví dụ như ở onsen chúng tôi làm về wellness thì là tắm khoáng nóng, vì ở đó nó có khoáng nóng. Còn đối với ở Phú Quốc thì nó lại là một cái
gọi là một cái lợi thế, một cái thế mạnh khác. Chúng ta dựa vào cái thế mạnh của từng vùng đất, của từng vị trí để chúng ta phát triển cái loại hình wellness phù hợp. Do đó là trong tương lai chúng ta còn rất là nhiều vị trí phù hợp, nhưng mà cái concept của mỗi một nơi nó sẽ khác nhau, nó sẽ mang tới cái yếu tố khác biệt, riêng biệt của từng nơi. Và trong những cái thời gian tới chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về chi tiết của cái sản phẩm, cái loại hình wellness mà chúng tôi sẽ làm tại vị trí này để cho anh chị hình dung rõ nét hơn. Rồi, xong hai câu hỏi của em xin mời anh Long sẽ trả lời tiếp những câu hỏi của các bạn. Câu hỏi tiếp theo là pháp lý sở hữu của sản phẩm wellness này là gì vậy anh chị? Thì xin được trả lời với các bạn như thế này, bạn Dung. Pháp lý của khu vực này là pháp lý bãi kem nha. Pháp lý bãi kem nha, thì trả lời chung cho tôi, nếu mà ai đã bán bất động sản của Sun Group tại bãi kem thì biết rồi, là đất thương mại dịch vụ nha. Có thời hạn 70 năm. Các bạn lưu ý là ở khu vực này của chúng ta được quy hoạch là khu vực để phát triển về nghỉ dưỡng, về du lịch, cho nên là pháp lý nó cũng tương tự như vậy. Nó khác với cái khu vực của chúng ta được quy hoạch để làm đô thị, đấy là khu vực 35 ha và đô thị và Sun Grand City Hillside Residence, thì cái khu vực đô thị nó nằm ở bên đấy, tức là sở hữu lâu dài bên đấy, còn bên này nó là đất về dịch vụ du lịch và phát triển du lịch nha. Cho nên là đây là pháp lý bãi kem. Tôi gọi chung là pháp lý bãi kem bởi vì là tất cả các cái dự án ở trên khu vực bãi kem này, bao gồm là New World, bao gồm Meloria, bao gồm Condotel, bãi kem và Mũ Đội thì đều là pháp lý bãi kem cả, pháp lý của thương mại dịch vụ và phát triển du lịch. Tiếp đến, không gian rừng, bạn Minh Thành, không gian rừng thì khá đáp ứng được nhu cầu, nhưng không gian biển thì chủ tư có kế hoạch phân bổ gì cho các khách hàng của từng phân khu trong khu du lịch bãi kem không? Thì xin trả lời với bạn như thế này. Thứ nhất, đấy là cái khu vực biển bãi kem là khu vực biển công cộng và được sở hữu chung, được sử dụng chung, xin lỗi không phải sở hữu chung mà là sử dụng chung của tất cả các khách hàng, bao gồm cả khách lưu trú tại bãi kem, bao gồm cả khách hàng du lịch bên ngoài. Ví dụ như là các bạn có thể thấy rồi là khách hàng có thể vào trong khu vực nhà hàng ở khu vực bãi kem, quảng trường Ngọc Bích để có thể sử dụng dịch vụ. Thế cho nên là bạn hỏi là có kế hoạch phân bổ gì cho các khách hàng của từng phân khu không, thì việc này nó cũng, câu hỏi này chưa thực sự là đúng. Chưa đúng ở chỗ làm về mặt pháp lý là tôi vừa giải thích rồi. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta phân bổ thì chúng ta sẽ phải chia nhỏ những cái dịch vụ của chúng ta ra. Ví dụ như là nếu chúng ta phân định là cái nhà hàng bãi kem thì chỉ được cho khách hàng tại New World sử dụng thôi, thì như vậy thì làm sao mà những khách hàng bên ngoài mà vào đây sử dụng được, trong khi cái nhà hàng bãi kem, bãi biển, trên bãi biển bãi kem là cái khu vực nhà hàng mà chúng tôi hướng đến là sẽ làm sầm uất và cung cấp đầy đủ và đa dạng thêm cho cái khu vực bãi kem này, để hướng tới những khách hàng bên ngoài cũng có thể sử dụng dịch vụ và vào đây để tận hưởng cái vẻ đẹp của bãi kem, qua đó để thúc đẩy thương mại ở đây và gia tăng tiện ích. Đó. Thế thì không có chuyện là sẽ phân bổ bãi biển này cho từng phân khu của bãi kem là như thế nào, mà chúng ta sẽ sử dụng chung ở đây. Câu hỏi tiếp theo đấy là quy hoạch xây dựng bệnh viện chăm sóc sức khỏe và làm đẹp bán kính 5 km bãi kem khi nào được xây dựng và hoạt động ạ? Thì cái này cũng được như chia sẻ của chị Thúy Linh, phó tổng giám đốc của Sun Property hôm livestream vừa rồi ấy, thì chúng tôi hiện nay đang ở cái khâu là đang nghiên cứu mô hình của một số bệnh viện lớn như là bệnh viện Đa khoa Bạch Mai cơ sở 2, bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tại Hòa Bình, để chúng tôi đưa về đây cái mô hình nó phù hợp. Thì bởi vì là chúng ta đang đầu tư một bệnh viện khá là lớn, khoảng 500 đến 1.000 giường, thế cho nên là chúng tôi đang nghiên cứu rất là kỹ và phối hợp với các cái bệnh viện này để đưa ra các cái mô hình chữa trị và chữa bệnh phù hợp, cho nên là chúng tôi sẽ chưa triển khai được ngay trong thời gian tới mà sẽ cần nghiên cứu thêm nữa. Vì vậy câu hỏi này bao giờ hoạt động thì trong vòng 5 năm tới thì đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi. Thì 5 năm tiếp theo của khu vực Nam Đảo này, chúng tôi cũng sẽ không chỉ phát triển về bệnh viện nữa, mà chúng tôi phát triển thêm về cơ sở hạ tầng, ví dụ như là nhà máy sản xuất nước sạch này, hồ chứa nước sạch này để cung cấp cho Nam Đảo này, rồi một số những cái hạ tầng khác nữa.
Cho nên là trong 5 năm tới thì sẽ hoàn thiện được mấy hạng mục này. Tuy nhiên là bạn học chính xác vào thời gian nào thì chúng tôi sẽ công bố sau. Rồi thì đấy là tôi vừa trả lời 3 câu hỏi đến từ Thủy, iPhone, Minh Thành và Dung. Xin mời Quyên trả lời câu hỏi tiếp theo. À, em xin trả lời câu hỏi tiếp theo. Đa số các câu hỏi ở đây thì em thấy là các bạn hỏi chung một cái vấn đề là hỏi về chi tiết sản phẩm. Thì mình trả lời luôn là về chi tiết sản phẩm thì nó sẽ là cái giai đoạn sau. Bây giờ cái giai đoạn này là chủ đầu tư đang muốn các anh chị tiếp cận cái thông tin về cái concept về wellness và cái hình thức về second home. Còn về chi tiết sản phẩm ngang dài bao nhiêu, đất thế nào, pháp lý ra sao, thời gian sở hữu bao lâu này nọ kia, chi tiết sản phẩm có chỗ để ô tô hay không, thì đó là về cái chi tiết sản phẩm. Rồi tới cái thời điểm mà chủ đầu tư chính thức kick off công bố những cái thông tin về sản phẩm, về chính sách, về dự án, thì đó sẽ là cái giai đoạn công bố đồng loạt thông tin ra thị trường. Còn hiện nay chúng ta đang để cho anh chị làm quen với cái xu hướng dòng sản phẩm mới. Cho nên những câu hỏi chi tiết về sản phẩm thì mình sẽ không thảo luận trong cái buổi này. Tuy nhiên có một cái số cái câu hỏi mà anh chị đang băn khoăn mà chủ đầu tư cảm thấy là có vẻ là chúng ta đang tiếp cận nó hơi nhầm lẫn một tí xíu, thì chủ đầu tư muốn tính chính lại. Ở đây các anh chị hay hỏi là vì sao cái sản phẩm biệt thự này chủ đầu tư không vận hành. Thì cái khái niệm vận hành mà chúng ta đang hình dung là vận hành cái căn biệt thự. Vận hành cái căn biệt thự có nghĩa là tìm khách tới, tìm khách thuê, vận hành luôn. Và chủ nhà sẽ không có phải sử dụng, không có được sử dụng thường xuyên, không có được chủ động sử dụng thường xuyên cái căn nhà của mình. Thì đó chính là cái khái niệm vận hành mà anh chị đang hình dung. Cho nên là ở đây chủ đầu tư không vận hành bởi vì sao? Bởi vì chủ đầu tư đã bán cái sản phẩm này cho chủ nhà để chủ nhà sử dụng. Thì làm sao mà mình lấy lại mình vận hành được? Nhưng mà các cái tiện ích và các cái dịch vụ ở bên trong cái dự án đó, về dịch vụ chủ đầu tư vẫn cung ứng. Về quản lý cái khu vực chung, các cái tiện ích chung, các cái dịch vụ chung, chủ đầu tư vẫn quản lý. Tức là chủ đầu tư hoặc kết hợp với lại cái đối tác vẫn có đơn vị vận hành cung ứng dịch vụ, vận hành những cái liệu trình về wellness. Cái đó là có. Còn cái căn nhà người ta đã mua thì người ta mua để người ta sử dụng mà. Người ta mua để người ta tận hưởng mà. Thì chẳng lẽ người ta mua người ta tận hưởng xong rồi tôi đến tôi nói là không, anh chỉ xài một ngày thôi, còn 364 ngày còn lại anh phải đưa tôi. Cái đó là nó không đúng về cái concept nữa. Có nghĩa là mình cung ứng dịch vụ cho người ta để người ta vô người ta sống và người ta tận hưởng được nó, người ta sử dụng được những dịch vụ đó, chứ mình không có vận hành luôn cái căn biệt thự của họ. Hai cái này nó hoàn toàn nó khác nhau. Thì tôi đa số tôi đang thấy các anh chị là anh chị nhầm lẫn. Anh chị thấy kêu là vận hành là anh chị đang không có gọi là phân định rõ cái giới hạn của cái việc vận hành. Mình vẫn vận hành khu vực chung, mình vẫn vận hành cung cấp dịch vụ, mình vẫn có những cái gói dịch vụ gia tăng cho khách hàng. Tuy nhiên cái căn nhà đó, cái biệt thự đó xây lên để bán để cho khách hàng sử dụng thì là khách hàng họ phải sử dụng vô chứ, họ mua để họ tận hưởng mà, chứ không phải là một cái loại hình là họ mua là họ ký gửi lại cho chủ đầu tư để chủ đầu tư cho thuê luôn. Cái đó nó khác, cái đó trên thị trường mình có nhiều rồi. Cái đó tại Phú Quốc mình đang có rồi. Biệt thự Bãi Kem mình đang vận hành theo kiểu như vậy. Khách hàng đâu có vô đó, treo bức tranh của họ lên được, đâu có để cái tủ quần áo của họ vô được, hay là đâu có trồng cái cây theo ý thích của họ được. Những cái loại sản phẩm đó gọi là sản phẩm tiêu chuẩn hóa mình có rồi, tiêu chuẩn 5 sao mình có rồi, hay là hạng sang hơn như là VIP 50 mình có rồi. Và bây giờ nó là một cái dòng sản phẩm mới. Thành ra bây giờ quan trọng ở đây là mọi người hiểu được cái xu hướng wellness là cái gì, và cái mức độ mà khách hàng mua để khách hàng chủ động sử dụng nó là như thế nào. Còn cái việc vận hành là chủ đầu tư vẫn vận hành cung ứng những cái dịch vụ cho khu vực chung, cho những cái tiện ích chung, vẫn bảo trì bảo dưỡng những cái chung đó, nó là như vậy. Chứ không phải là chủ đầu tư gọi là xong rồi cái hình thức sơ khai nhất đây là phân lô bán nền, đây là chỉ có hạ tầng thôi, không có cái dịch vụ tiện ích gì hết. Còn cái loại hình tân tiến hơn thì có nghĩa là người ta xây lên, người ta xây sản phẩm bất động sản lên, rồi tân tiến hơn nữa, nâng tầm cuộc sống hơn nữa, thì là xây lên có một theo một cái chuẩn mực để mà vận hành luôn theo cái chuẩn mực đó. Mà cái nhà đó anh mua thì anh đưa lại cho tôi đi để tôi vận hành luôn. Rồi nó cao hơn nữa là rồi tôi có đầy đủ dịch vụ ở đây, anh tới anh thật sự anh chủ động anh sử dụng, anh chủ động anh trải nghiệm, anh tận hưởng, anh xài nó, anh làm cho nó đúng theo cái nhu cầu, cái sở thích, cái mong muốn của anh để anh thật sự dùng nó. Thì đó chính là từng cái nấc phát triển của sản phẩm. Bởi vậy nên mình mới nói cái dòng sản phẩm này nó là một cái dòng sản phẩm mới, xu hướng mới và concept mới, chứ nó không phải giống như những cái đã có.
nếu nó giống như những cái đã có thì nó là cái lối mòn cũ trên thị trường rồi, chứ nó đâu phải là một cái dòng sản phẩm mang cái xu hướng dẫn đầu nữa. Nếu mà muốn mua sản phẩm để cho người khác vận hành mà một năm chỉ đi nghỉ dưỡng 15 đêm thì chúng ta đã có rất nhiều rồi, có bảy kem, có mũ ông nội, có VIP 50, vân vân. Nhưng riêng cái này là cái để người ta mua, để thực sự người ta sử dụng. Hai cái loại hình nó khác nhau. Rồi, em mời, chắc có lẽ là anh Long sẽ chọn một câu hỏi nữa, hoặc là chúng ta, tại vì bây giờ cũng gần 10 giờ rồi, chúng ta đã trải qua 2 tiếng rưỡi thảo luận với nhau rồi. Em nghĩ chắc là mời anh Long sẽ nói lời kết để tóm lại cái chủ đề ngày hôm nay. Xin được pick up một câu hỏi tiếp theo đến từ A340 và Lê Văn Tiến, thì hỏi là có khoảng giá chưa và lộ trình khi nào ra hàng. Thì thứ nhất là cái buổi ngày hôm nay chúng ta đang nói về định nghĩa bất động sản wellness, rồi chúng ta nói về cơ hội bất động sản wellness tại Bãi Kem là như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chưa có cái khoảng giá. Thế còn lộ trình ra hàng thì như đã truyền thông rồi là tầm tuần thứ tư của tháng 8 chúng ta sẽ có cái kick off, tức là khoảng tầm 3 tuần nữa là chúng ta sẽ kick off. Thì song song với đó là chúng ta sẽ đương nhiên là sẽ có khoảng giá, nó sẽ có các cái thông tin đi kèm như là thiết kế sản phẩm, thông số sản phẩm, rồi thiết kế tiện ích các thứ. Rồi đến tháng 9 tuần thứ 2, tầm tuần thứ 2 tháng 9 chúng ta sẽ có cái ra hàng. Thì song song với đó chúng ta sẽ đương nhiên là sẽ có các thông tin đi kèm rồi. Trong buổi hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại là sẽ không có về khoảng giá và chính sách cũng như là các cái thông tin sản phẩm. Tiếp theo đấy là cho em hỏi dự án Wellness by Kem có gì khác so với dự án Ngũ Đội hay VIP 50, và tại sao khách hàng nên chọn dự án Wellness by Kem mà không phải dự án biệt thự Ngũ Đội. Thì ở đây tôi không rõ ý của bạn hỏi là sẽ là chọn dự án là chọn mua hay chọn thuê. Thì tôi sẽ hiểu theo nghĩa là chọn thuê nha. Hai dòng sản phẩm này là hai dòng sản phẩm khác nhau, có thể nói là hoàn toàn. Thứ nhất là một bên là Ngũ Đội thì bao gồm là giai đoạn 1 và VIP 50, đúng không ạ? Thì đây là dòng sản phẩm tiêu chuẩn hóa nghỉ dưỡng được vận hành bởi Accor theo và chỉ là nghỉ dưỡng đơn thuần mà thôi. Thứ hai nữa là các sản phẩm ở đây thì có cái tiêu chuẩn hóa giống nhau hoàn toàn. Thế còn đối với Wellness thì chúng ta đang làm rõ với nhau là đây là một second home được cá nhân hóa, tức là chúng ta có bao nhiêu sản phẩm, ví dụ chúng ta có 100 căn đi, thì 100 căn này đều có cái màu sắc về không gian, về cây xanh, về sân vườn, về nội thất, về công năng sử dụng của 100 căn này là khác nhau hoàn toàn. Chính vì vậy, khách hàng rất dễ để có thể tìm được một cái trải nghiệm mà nó thực sự là trở về nhà. Ví dụ như là nếu mà khách hàng mà thuê một trong những căn biệt thự Ngũ Đội xong rồi đến lần sau thuê thì sẽ lại có một cái cảm giác tương tự, một cái cảm xúc tương tự, bởi vì là cái nội thất, cái không gian nó là giống nhau. Nhưng với Wellness by Kem thì đến 10 lần thì sẽ là 10 cái không gian nội thất khác nhau, 10 cái không gian sử dụng khác nhau. Và mỗi lần thì bạn khách hàng có thể lựa chọn cái không gian mà mình ưa thích. Ví dụ như là chủ nhà một căn người ta hoàn thiện theo phong cách là người ta thích đọc sách chẳng hạn, thì người ta có một cái góc đọc sách rất là đẹp ở trong sân vườn. Thì du khách hoàn toàn có thể lựa chọn cái việc đấy vì họ cũng thích đọc sách. Hoặc đến lần sau nữa thì du khách hoàn toàn có thể là lựa chọn được là lựa chọn một căn mà có những cái không gian mà phục vụ được cho trẻ em chẳng hạn, ví dụ sân chơi cho trẻ em ở trong ngay cái sân vườn. Thì đấy là cái lựa chọn mà nó sẽ tạo ra cái sự hấp dẫn và đa dạng, cũng như là không gây ra cái sự nhàm chán ở cái Wellness by Kem này. Thì đó là hai cái sự khác nhau hoàn toàn. Đấy, đương nhiên là chúng ta cũng vẫn có thể là lựa chọn Ngũ Đội để nghỉ dưỡng, bởi vì là những cái tiêu chuẩn về vận hành ở đây của Accor rất là tốt, cũng như là cái cơ sở vật chất nó cũng rất là tốt nữa. Đấy, thì đấy là hai cái phần khác nhau, nó sẽ do cái sở thích của mỗi cá nhân khi mà lựa chọn nghỉ dưỡng. Ngoài ra thì với cái các khu nghỉ dưỡng thì thông thường cái thời gian mà lưu trú nó sẽ dài khoảng tầm 2 cho đến 4 đêm là chủ yếu, đúng không? Nhưng mà với Wellness by Kem này thì hoàn toàn có thể phục vụ thêm một đối tượng khách hàng khác nữa, đấy là đối tượng khách hàng đi lưu trú dài hạn. Ví dụ như là các khách hàng từ châu Âu mà người ta đi tránh rét mùa đông chẳng hạn, thì người ta hoàn toàn có thể chọn một căn nhà như thế này, là một căn nhà mà tạo ra cảm giác là giống như ở nhà của họ ấy. Có những không gian mà gần gũi với cả cái sở thích cá nhân, và họ ở đây lưu trú ở đây khoảng 3-4 tháng qua cái mùa đông châu Âu rồi họ về. Thì các bạn đã biết là khu vực khách hàng khu vực Nga chẳng hạn thì họ thuê các chuyến bay charter sang nghỉ dưỡng ở Phú Quốc rất là nhiều và nghỉ đến 3-4 tháng cơ. Thì những cái bất động sản này nó rất phù hợp với đối tượng khách hàng kiểu như vậy,
hay là những khách hàng giống như là chuyên gia ra làm việc tại các cái khu, các cái công ty, các doanh nghiệp ở Phú Quốc ấy, thì họ sẽ lựa chọn những cái nơi mà có cái cảm giác là nhà nhiều hơn là các khu nghỉ dưỡng đấy, bởi vì là họ hoàn toàn chủ động trong các cái dịch vụ này, chủ động trong cái housekeeping này, chủ động trong cái việc đi lại này đó. Thì đấy là những cái sự khác nhau rất là rõ ràng và nó sẽ hướng đến những cái đối tượng khách hàng khác nhau. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể phân định rành rọi được là đối tượng khách hàng nào dành cho dự án nào. Và ok anh Long, em nghĩ là chắc là cái buổi kế tiếp chúng ta sẽ dành một cái buổi để chúng ta thảo luận, gọi là thảo luận chuyên sâu luôn về là ai sẽ là người yêu thích cái loại hình là second home, và cái second home thì nó mang lại cái lợi gì, cái giá trị gì cho cái người sở hữu, để chúng ta gọi là một cái chuyên đề chuyên biệt về second home tại Phú Quốc, để cho các bạn là thực sự chạm được tới cái nhu cầu của khách hàng. Bởi vì khách hàng đang có nhu cầu, nhưng mà nếu mà chúng ta không nhận biết được điều đó thì có thể là chúng ta lo những cái nỗi lo có thể nó cũng không đúng với cái mong muốn của khách hàng. Khách hàng bây giờ họ đang muốn sở hữu vậy để họ tự do, họ sợ, họ tự họ theo ý họ. Thì chúng ta sẽ có một cái buổi sau, chúng ta sẽ thảo luận về second home để cho các bạn có một cái góc nhìn rõ hơn về cái xu hướng này của thị trường. Rồi. Thế thì chắc là cái buổi livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm thời kết thúc ở đây và chúng ta sẽ chuyển sang cái buổi livestream tiếp theo với cái chủ đề mà tôi thấy các bạn quan tâm rất là nhiều, đấy là vấn đề là ai sẽ là người mua ở đây, ai sẽ là người thuê ở đây, rồi thuê bao lâu, thuê dài hạn như thế nào, rồi các cái tính chất của dự án nó sẽ ra sao để phục vụ được những cái người thuê như thế, thì sẽ là trong cái buổi tiếp theo. Thế thì cảm ơn kênh câu hỏi của các bạn đã đặt ra, và có một số câu hỏi thì rất là hay, rất là ý nghĩa. Và cũng cảm ơn những chia sẻ của bạn Thông, bạn Nhạn, rồi anh Tuấn, rồi Quang nữa, những người đang ở Phú Quốc. Và chắc hẳn là tất cả chúng ta đều đang có một cái nỗi nhớ với Phú Quốc rất là nhiều. Tôi cũng hàng ngày tôi cũng có lướt Instagram và nhìn thấy bạn bè của tôi đăng những cái bức hình mà ví dụ như là một bạn đợt đầu năm là có cái chuyến chạy marathon ở trong Phú Quốc ấy, thì bạn ấy mới đăng lại cái hình đó ngày hôm nay, và bạn ấy viết là chắc chắn là khi hết dịch thì sẽ đi Phú Quốc ngay lập tức. Đó cũng là nỗi lòng của rất nhiều người. Chính vì vậy mà cái bất động sản wellness này nó sẽ nổi bật, rất là nổi bật ở trên thị trường khi mà dịch bệnh sẽ qua đi và cái nhu cầu đi lại nó sẽ tăng trở lại. Đó, thì đó sẽ là cái lợi thế cho tất cả chúng ta. Thì các bạn hãy vui lòng là chuẩn bị những câu hỏi cho cái chủ đề tiếp theo. Đó, thì hôm nay xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, cảm ơn phần kết của Long. Như vậy là chúng ta sẽ có lẽ như là về wellness, về xu hướng về wellness thì tôi thấy là các anh chị đều rất là đào sâu tìm hiểu và rất là nắm kỹ cái này rồi. Thì buổi sau chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái xu hướng về second home để mà giải quyết những cái băn khoăn của anh chị. Và như vậy thì buổi sau chúng ta sẽ hẹn một cái thời gian cụ thể, hy vọng là sẽ được gặp mọi người trực tiếp để chúng ta có những cái thảo luận sâu hơn và tương tác với anh chị nhiều hơn. Rồi, cảm ơn mọi người sau 2,5 tiếng đồng hồ tham gia, các anh chị vẫn còn tham dự rất là đông đủ. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và hãy mơ về Phú Quốc và một cái cuộc sống tương lai dài hạn ở Phú Quốc. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Cảm ơn chị Quyên. Dạ, cảm ơn Quyên, cảm ơn Quang, cảm ơn Long. Cảm ơn anh Long. Cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn anh Quang. Bye bye mọi người. Cảm ơn cả nhà. Chào cả nhà. Cảm ơn các anh chị ạ. Cảm ơn Long, Quyên, Long. Cảm ơn cả nhà. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chị Quyên nha. Em cảm ơn chị Quyên, cảm ơn anh Long và cảm ơn anh Quang nhiều nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Ai mà thích tâm sự đêm thì ở lại chờ tí. Cảm ơn anh Long, cảm ơn chị Quyên, cảm ơn anh Quang nha.
Chắc là Quyền với Long nhớ Phú Quốc lắm. Nhớ lắm anh ơi. Rồi vừa rồi không được ra. Bao lâu rồi không được ra luôn đó anh Tuấn. Hôm nào không kịp thoát nạn. Đã bị cách ly rồi, đã bị giãn cách xã hội rồi. BQR còn nhiều anh chị ở ngoài Phú Quốc không anh Tuấn? Hầu như là khoảng 50% quân số của anh ra đây thoát nạn kịp. Còn 50% còn lại thì ở Sài Gòn với ở Hà Nội. Sài Gòn tình hình có vẻ siết chặt hơn rồi. Em vừa nhận được thông tin là từ ngày mai ở khu em ở là mỗi người chỉ được ra khỏi nhà một lần để đi mua đồ ăn thôi. Mặc dù là cái chỗ bán đồ ăn ngay trước, ngay dưới cái khối đế của khu căn hộ luôn. Họ không cho xuống nữa. Nói chung là thời điểm hiện tại là càng hạn chế càng tốt đó, Quyên à. Bây giờ có cảm giác như kiểu là virus nó bay đầy không khí, dễ rất rất là dễ dính, chưa bao giờ cảm thấy mông lung như nào. Mọi người giữ gìn sức khỏe nha. Phú Quốc ráng cố gắng tiêm phòng đầy đủ xong là sắp tới là mình đóng khách có visa COVID được rồi. Lại là một sự bùng nổ. Nói chung Phú Quốc vẫn là sáng nhất đấy. Mỗi Phú Quốc được như thế thôi. Chủ đầu tư vẫn đang chuẩn bị thêm một cái buổi chia sẻ nữa. Dạng là livestream trên sóng rộng rãi cho mọi người. Để hé mở tiếp những cái thông tin kế tiếp nữa. Cho nên là anh Long vẫn đang vất vả tại vì Hồ Chí Minh là kiểu như là giãn cách toàn phần luôn. Còn ở Hà Nội thì vẫn còn đang có thể chuẩn bị được cho cái buổi sắp tới. Hy vọng là cái lộ trình kiểm soát dịch bệnh ở Hà Nội sẽ giữ được cái phong độ tốt để mà chỉ cần sau 15 ngày giãn cách của Hà Nội thôi thì mọi cái công tác chuẩn bị của chủ đầu tư có thể bắt đầu lại để không có lỡ hẹn với anh chị. Quốc mấy này hơi tiếc chút xíu là tại tình hình thì nó cũng copy là nguyên trạng cái việc mà phòng chống dịch của Sài Gòn như Hà Nội á, thì cho nên là cái việc mà đi lại ở Phú Quốc khó, chứ không thì cũng cố gắng chạy ra bay Playcam này kia cập nhật cho anh em hình ảnh mới nhất tình hình về dự án ở đây. Hiện tại giờ thì ở đây thì nó chia ra khu vực phường nào thì ở phường đó, hoặc là ở xã nào thì ở xã đó, nên là di chuyển qua xã khác cũng phải có giấy. Phải có việc quan trọng mới đi được. Bữa giờ cũng háo hức xuống dự án lắm ấy, chứ mà bữa giờ chưa có qua được mấy cái chốt. Từ chỗ anh mà xuống tới dự án là chắc khoảng qua 3-4 cái chốt gì đó. Hôm bữa mà anh ở luôn trong văn phòng BQR ở địa Trung Hải là được rồi. Ông ở đó thì quá tốt rồi, nhưng mà quan trọng là có ai tiếp tế kịp cho anh hay không thôi. Sau này là cách ly ở trong gọi là những cái nơi lý tưởng như quần thể bãi kem là không thiếu cái gì rồi đó. Nhưng mà hy vọng là mình sẽ không còn phải đối mặt với cái lần cách ly nào nữa. Ông anh nghĩ là nó qua rồi là chắc thoát luôn hả? Khi nào mà mình có kháng thể ở trong dân rồi là khỏe rồi. Cảm giác nói chung là nó cũng sẽ có hai mặt của nó. Cơ bản là hiện tại bây giờ thì mọi người sẽ bắt buộc là phải ở nhà. Nhưng mà đến khi mà được bung lộ rồi thì chắc chắn là cái việc mà đi du lịch này, nó sẽ quay lại cái câu chuyện nó còn khủng khiếp hơn ngày 30 tháng 4 vừa rồi. Bây giờ mà nhớ Phú Quốc là chỉ có nước là chờ mấy cái thước phim của mọi người ở Phú Quốc post lên Facebook để mà xem thôi. Ủa, anh chị đã tiêm vaccine hết chưa? Chị tiêm được một mũi rồi. Và ở trong Sài Gòn cũng đang cố gắng sắp xếp để mà tiêm được cho anh chị em đại lý. Nhưng mà cái ở trong Sài Gòn thì có cái khó là các lực lượng y tế quá tải hết rồi. Cho nên là cái việc tiêm nó cũng tương đối bị chậm. Nó không có như mong như kỳ vọng của mình. Chị sẽ tiêm vaccine gì á chị? Chị tiêm loại gì á?
chị tiêm Astra. Astra hả? Dạ. Đấy, còn em hỏi xíu này, nếu mà mình mà có như thế này mình cũng chuẩn bị tinh dầu, em biết xông tinh dầu cũng tốt lắm chị ạ. Tinh dầu xả hoặc là tinh dầu tràm ấy, cái không khí nó làm cho con vi khuẩn nó cũng khó được sống lâu ấy. Thì mình nên xông tinh dầu đi. Em nói thế. Mà em người Bắc em hay xông tinh dầu đấy, em thấy yên tâm. Không, nhưng mà đúng đó, tại vì bây giờ thuốc trị thì chưa có, nên chủ yếu là tập trung làm sao cho tăng cái sức đề kháng của mình lên và loại bớt những cái tác nhân của vi khuẩn virus. Thành ra là mình xông tinh dầu nó cũng tốt nè, hoặc là mình uống vitamin, bổ sung vitamin thêm. Thông thường là mình là mình làm việc mình ít có tập trung vào cái vitamin đó. Chủ yếu mình tiếp nhận cái vitamin từ thức ăn thôi, nó không đủ đâu, phải uống thêm những cái vitamin tổng hợp, vitamin C, D, E này này kia, nó sẽ tăng sức đề kháng của mình lên hơn. Bây giờ vô viện là người ta cũng chữa chủ yếu là để giúp mình tăng cái sức đề kháng, với lại hạ sốt, với giảm đau này kia là chủ yếu mà. Quang ở dưới đó, Quang không biết là đi ra dự án dễ không ta? Tuy nhiên có gì nhờ Quang có cái gì đó mới cho anh em đỡ nhớ, cập nhật mấy hình ảnh mới. À, hôm vừa rồi là bên em vẫn tiến hành xây dựng ở ngoài công trường là áp dụng ba tại chỗ, đó là xây dựng rồi ăn tại chỗ, ở tại chỗ lại luôn ở công trường. Nhưng mà đợt này thì cũng ở Phú Quốc họ cũng làm chặt hơn á, cho nên là cũng đang tính nhiều phương án để sao cho nó đảm bảo được cái tiến độ, nhưng mà cũng tuân theo cái chỉ thị của nhà nước. Hôm qua là mới có thêm cái chỉ thị là hạn chế ra đường sau 16 giờ tối rồi. 18 giờ chứ. Đó là áp dụng y chang Sài Gòn luôn á. Để sáng mai cố gắng dậy sớm thông chốt thôi coi. Nếu mà cho qua thì đi xuống dưới luôn. Ok, do là cái group Zoom này em nhờ marketing của một đơn vị tài trợ cho cái Zoom, cho nên là chắc hơn 10 giờ rồi, chắc thôi em xin phép trả lại để okay. Cho bạn rời cuộc họp để bạn kết thúc cuộc họp. Okay. Thôi sẽ hẹn anh em mình buổi sau để có nhiều thời gian hơn để tâm sự tiếp, để được cập nhật thông tin về Phú Quốc cho đỡ nhớ. Chị Quyên ơi, Quyên. Chị Cảm Quyên ra Phú Quốc sớm nhanh Long nói cho đẹp gái. có thêm một chức năng nữa là Phú Quốc giúp tăng cường nhan sắc. Tăng cường nhan sắc là đẹp hơn đấy. Anh Trang cái giờ nha, hẹn anh chị ở Phú Quốc sớm nha. Rồi, tạm biệt Trang, tạm biệt. Dạ, chào tạm biệt chị và anh chị nha. Tạm biệt Phương. Cả nhà giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, tạm biệt mọi người. Mai Vân, giữ gìn sức khỏe. Chúc ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye.